Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 136. Phu Kỷ nghiến răng rồi quay lại hỏi Ngô Bình, anh Lý, anh đã làm gì vậy? Ngô Bình, tôi đã khởi động đại trận trấn áp thánh linh, giờ các anh không nắm giữ được nó nữa đâu. Nếu không để ở chỗ tôi thì trong vòng 3 năm nữa, nó sẽ trốn thoát. Phu Kỷ thở dài nói, vậy thì phiền anh rồi. Ngô Bình, yên tâm, tôi có cách khôi phục đại trận. Phu Kỷ vẫn hơi nghi ngờ, anh Lý, anh có biết nó liên quan đến nhiều việc lớn lắm không? Anh mang nó theo không khác đi đeo đá trên người đấy. Ngô Bình, tôi dám làm thế thì đương nhiên đã có chuẩn bị, hậu quả ra sao, tự tôi gánh hết. Phu Kỷ lắc đầu, được rồi, đành thế vậy. Phu Kỷ nhanh chóng cáo từ, Ngô Bình vung tay lên, núi Thánh đã được anh thu vào trong vũ trụ nhỏ. Anh là Thánh Hoàng nên có cảm giác thân thiết với núi Thánh này. Vì vậy cất giữ nó không phải chuyện khó. Núi Thánh bây giờ không ngừng tỏa ra thánh lực, chúng rất có ích với Ngô Bình. Sau đó, anh lại đến hải đảo gần Đông Hải Long Cung để gặp lại Ngao Phương. Ngao Phương đã nhận được tin từ trước, Ngô Bình không chỉ đánh đuổi yêu tộc, mà còn cướp được núi Thánh. Ông ấy vô cùng thán phục và quyết định hoàn toàn tin tưởng Ngô Bình. Tham kiến Thánh Hoàng. Ngô Bình nói, Ngao Phương, tôi đã xử lý xong yêu tộc rồi, từ giờ trở đi, ông có thể tiếp quản khu vực này. Ngao Phương, Tiểu Long tuân lệnh. Sau đó, ông ấy cười nói, bệ hạ, Đông Hải Long Cung đồng ý hàng phục bệ hạ. Ngô Bình, biết vậy là tốt. Anh ngập ngừng rồi nói, dẫn tôi đi gặp con quỷ long kia. Loáng cái, anh đã được Ngao Phương mời tới một địa cung sâu dưới lòng đất. Trong địa cung này tối đen. Một con rồng khổng lồ đã bị trói bằng các sợi xích to tướng ở trên không, vây quanh còn có 12 đại trận. Con rồng gầm lên một tiếng đầy bi thương và uất hận, nó nhìn chằm chằm vào Ngao Phương và Ngô Bình với đầy sát ý. Ngao Phương, vẫn tăng nhưng ít thôi, quỷ long phải được ăn thì mới có thể tăng thực lực được. Ngô Bình lách người rồi biến thành một người khổng lồ rồi bước tới trước mặt con quỷ long. Nó há miệng ra định cắn anh. Nhưng đã bị Ngô Bình tát cho lệch mỏ, sau đó anh đã phá các sợi xích trói buộc nó. Không còn bị trói, quỷ long gầm lên rồi tiếp tục tấn công Ngô Bình. Ngô Bình bóp cổ nó bằng một tay, dù nó có vùng vằng thế nào cũng không thể cử động được. Yên nào, không thì ta bẻ gãy cổ đấy, Ngô Bình dọa. Cuối cùng quỷ long cũng cảm nhận được sức mạnh của Ngô Bình, nó biết mình có làm gì cũng vô dụng nên đành bình tĩnh lại. Ngô Bình thả lỏng tay rồi hỏi, mày đói lắm đúng không? Quỷ long lách mình rồi biến thành một người đàn ông lực lưỡng với hắc khí lượn quanh người rồi nói, ngươi muốn gì, nói rồi, nó vẫn lử mắt lườm bác mình là Ngao Phương. Ngô Bình, đừng có trách ông ấy, thể chất của ngươi là phản tổ, cơ thể cần hấp thu thật nhiều năng lượng. Nếu ông ấy không nhốt ngươi lại thì cả long tộc đã bị hủy diệt rồi. Ta thả ngươi ra là muốn ngươi đi theo ta. Quỷ long chỉ nhìn anh chứ không nói gì. Ngô Bình, ta có thứ ngươi cần, nói rồi, anh lấy long nguyên ra. Quỷ long nhìn thấy long nguyên thì không khỏi run lên rồi quỳ xuống đất. Ngao Phương cũng quỳ xuống giống nó, vì cả hai cùng cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ của U Minh Ma Long trong long nguyên này. Ngô Bình nói, có phải khí tức này quen lắm không? Ta vừa nhìn thấy ngươi đã biết ngươi có liên quan đến nó. Quỷ Long, đây là Long Châu của U Minh Ma Long. Ngô Bình, ra là thế, nếu ta cho ngươi viên Long Châu này, ngươi có thể tu luyện đến trình độ nào? Quỷ Long, dù không bằng tổ tiên U Minh Ma Long, nhưng cũng được khoảng 5 đến 6 phần. Ngô Bình rất hài lòng, khá lắm, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi khác để tu luyện. Nhưng ngươi phải làm tùy tùng cho ta và trung thành đến hết đời. Quỷ Long lập tức quỳ xuống, Ngao Thiên tham kiến chủ công. Ngô Bình, Ngao Phương cũng là thuộc hạ của ta, sau này ngươi không được hận ông ấy nữa. Nếu không có ông ấy thì sao ngươi có được cơ duyên như hôm nay? Anh quyết định bế quan tu luyện mấy ngày, sau đó đến Thượng Thanh Giới để đi trên con đường chân thánh. Hiện giờ, tuy anh đã là Thánh Hoàng và Chân Hoàng, nhưng vẫn cần phải đi trên con đường này, vì biết đâu lại có thu hoạch. Trước đó. Anh đã hấp thu sức mạnh của nhân tổ, giờ anh sẽ mượn sức mạnh của núi thánh để đột phá cảnh giới cao hơn là nhân tổ. Nhân tổ là sự tồn tại mạnh nhất của nhân tộc,
dù cả nhân tộc diệt vong thì Ngô Bình vẫn có thể sống sót, nhân tộc có cơ hội phục hưng, đây cũng là năng lực của nhân tổ. Đương nhiên thực lực của nhân tổ cũng là mạnh nhất, từ đó Ngô Bình có thể bồi dưỡng chân hoàng, chân vương, thậm chí truyền thừa gen của mình. Một khi anh thành nhân tổ thì tất cả phụ nữ trên đời đều lấy làm vinh hạnh khi trở thành người phụ nữ của anh. Sau này, mỗi đứa con của anh đều có huyết mạch nhân tổ, chắc chắn chúng sẽ là thiên kiêu trong các thiên kiêu, tinh anh trong các tinh anh và dễ dàng trở thành chân hoàng, hay thậm chí là nhân tổ giống anh. Ngô Bình tu luyện vài ngày rồi lại luyện hóa sức mạnh của các nhân tổ, nhưng anh vẫn còn cách cảnh giới này một bước nhỏ. Sau đó, anh bắt đầu tu luyện truyền thừa trong sách Nữ Oa, đó là 7 loại sức mạnh trong các vũ trụ khác. 7 sức mạnh này đến tổ tiên ngày xưa cũng không tu luyện được, vì phải dùng một cách đặc biệt mới mở được. Vì thế, Ngô Bình đã niệm một đoạn chú để thử mở loại sức mạnh đầu tiên trong người mình. Đoạn chú này chỉ có 72 chữ với hơn 300 âm, nhưng khi Ngô Bình đọc được một nửa thì cảm thấy miệng mình không mở ra được nữa, anh thấy rất mệt mỏi. Khi anh đọc được 2/3 thì đã hổn hển đọc từng chữ một. Khi còn khoảng 10 chữ cuối thì Ngô Bình mất rất nhiều thời gian mới đọc xong, một luồng sức mạnh lờ mờ xuất hiện, sau đó dốc toàn lực để ngăn cản lời chú của Ngô Bình. May mà anh đã có kinh nghiệm để chống lại nó nên vẫn niệm chú tiếp được. Đoạt. Khi âm tiết cuối cùng vang lên, trong người Ngô Bình dâng lên một sức mạnh rất khủng khiếp. Nó tuôn ra khiến anh không thể chịu nổi. Làn da lập tức xuất hiện nhiều vết nứt, đôi mắt đỏ ngầu, anh bắt đầu hét lên trong đau đớn. Luồng sức mạnh này quá lớn, Ngô Bình dốc toàn lực áp chế nhưng vẫn có cảm giác sắp bị nổ tung. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, vũ trụ nhỏ của anh đã rung lên rồi tạo ra một lực hút lớn, để hấp thu luồng sức mạnh kia. Nó không thể chống lại vũ trụ nhỏ nên cuối cùng đã thu nhỏ lại thành một vật giống ngôi sao. Sau khi luồng sức mạnh ấy rời khỏi cơ thể, Ngô Bình đã nhanh chóng hồi phục. Sau đó, anh thử rút một chút sức mạnh ra để luyện hóa. Lần này, anh chỉ lấy khoảng 1/100, do lượng quá ít nên thể chất của anh có thể áp chế được nó rồi luyện hóa và hấp thu. Quá trình này kéo dài khá lâu, sức mạnh kia đã hòa vào trong máu thịt của Ngô Bình. Ngô Bình phát hiện nó là một dạng sức mạnh thể xác ngang tàng và mạnh mẽ. Chắc đây là sức mạnh cấp vũ trụ. Bảo sao Nữ Oa luôn phải phong ấn chúng, chắc chắn phải tu hành đến một cảnh giới nhất định thì mới điều khiển chúng được, Ngô Bình lẩm bẩm. Cơ thể và cảnh giới của anh bây giờ còn mạnh hơn tổ tiên con ưng ngày xưa, nhưng đến anh cũng không thể áp chế sức mạnh này thì đương nhiên các tiền bối ngày xưa không thể làm được. Mai sẽ là ngày con đường chân thánh mở, Ngô Bình quyết định sẽ đến đại thế giới Thượng Thanh trước một ngày. Lần này quay lại, anh đến nhà họ Hà để gặp Hà Hy Niên và Hà Sở Sở trước. Lần trước, nhà họ Hà đã đắc tội với người của Ôn Hầu, suýt nữa bị diệt môn. Sau đó, Ngô Bình đã cá cược với Ôn Hầu, kết quả là không chỉ giải quyết được vấn đề mà còn kiếm được một khoản lớn. Nhà họ Hà rất cảm kích anh nên lần này thấy anh tới ai cũng vui mừng. Hà Sở Sở, công tử, lần này anh đến tham gia con đường chân thánh ạ. Ngô Bình, tôi đã nhận được tin là ngày mai con đường sẽ mở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hà Sở Sở thoáng lo lắng nói, vậy thì công tử phải cẩn thận, em nghe nói lần này có thêm 10 người được đi trên con đường này. Ngô Bình cau mày, thêm 10 suất nữ ư? Hà Sở Sở gật đầu, nghe đâu là một nhóm cường giả thần bí cũng tham gia, cụ thể thế nào thì em không rõ, nhưng chỉ biết họ rất lợi hại thôi, đến các cường giả trước đó cũng không sánh bằng. Ngô Bình, thế thì 10 người này còn mạnh hơn Trương Ưng Thiên và Thần Phá Tiêu à? Hà Hy Niên, dù họ có mạnh thế nào thì cũng không bằng công tử được, tôi tin công tử nhất định sẽ thắng họ. Ngô Bình định nói gì đó thì thấy cành liễu trên người mình phát sáng, tiếp đến một tia sáng màu xanh chiếu xuống, liễu thần đã xuất hiện. Ngô Bình mừng rỡ, dì liễu, sao dì lại ra đây? Liễu thần, dì nói chuyện với Thượng Thanh Thiên quên cả thời gian. Mãi khi cảm nhận được khí tức của con đã về đại thế giới Thượng Thanh thì mới định thần lại. Ngô Bình, Liễu Thần, tu vi của Thượng Thanh Thiên thế nào ạ? Liễu Thần, ông ta cũng là cường giả kỳ nguyên, ngoài ra còn là sinh linh hỗn độn, thực lực đương nhiên phải mạnh rồi. À, dì có chuyện cần nói với con, đại hội chân thánh lần này có thể sẽ mở kho báu cuối cùng đấy.
Ngô Bình, nếu thế thì nó phải thuộc về con. Liễu Thần cười nói, dì tin con, nhưng con cũng không được lơ là, a. À. Nói rồi, Liễu Thần ngạc nhiên hô lên, Huyền Bình, tu vi của con lại tăng thêm nhiều rồi, thực lực hiện giờ chắc không kém cường ghìa ba kỷ nguyên đâu nhỉ. Ngô Bình có vẻ đắc ý nói, dì Liễu, con đã trải qua đại thánh kiếp nên đã mở được một vũ trụ nhỏ. Liễu Thần nghe xong thì mừng rỡ nói, mở được vũ trụ cho mình ư, chỉ cường giả cấp vũ trụ mới làm được thôi, không ngờ con lại làm được. Xem ra mấy lão già kia sẽ phải đau đầu rồi đây. Ngô Bình vội hỏi, dì Liễu, mấy lão già nào ạ? Đây là bản đồ dì lấy ở chỗ Thượng Thanh Thiên, con xem trước đi, Liễu Thần đưa một tấm bản đồ cho Ngô Bình. Anh xem xong thì thấy đây là bản đồ của con đường chân thánh. Từ đây có thể thấy, con đường này có ba đoạn, ai đi đến cuối cùng mới được mở kho báu cuối cùng. Đương nhiên giữa chừng cũng có cơ hội mở các kho báu, bí cảnh hoặc lấy được di vật mà người xưa để lại. Xem xong, Ngô Bình nói, ai tạo ra con đường này vậy ạ? Liễu Thần, nó tồn tại lâu rồi, vốn không có tên đâu. Về sau, nhân tộc đã sinh ra các chân thánh nhờ đi trên con đường này nên mới đặt tên cho nó như vậy. Thật ra, nó có tên khác nhau ở các kỷ nguyên khác nhau. Ví dụ ở kỷ nguyên trước thì nó tên là Thần Ma Đế Lộ. Kỷ nguyên trước nữa thì là Đường Cực Tiên. Dì và Thượng Thiên Thanh đều nghĩ con đường này do các sinh linh siêu cấp mở, mục đích của chúng là bồi dưỡng nhân tộc chúng ta. Ngô Bình, cả ba đoạn đường này đều có người đi qua rồi ạ. Liễu Thần, tiên tộc mới đi một chút trên đoạn thứ ba, còn thần tộc thì miễn cưỡng đi hết đoạn hai. Ngô Bình kinh ngạc, con đường này khó đi thế ạ. Đến thần tộc cũng mới đi được hết đoạn hai. Liễu Thần, kỷ nguyên này còn chưa có ai đi hết đoạn một, dì đặt niềm tin vào con đấy. Con đường mà người khác đi qua rồi thì còn bí cảnh và kho báu không ạ? Liễu Thần, có chứ, dù có đi qua bao nhiêu lần thì những thứ đó vẫn còn, phải có tài thì mới lấy được. Ngô Bình vuốt cằm, thế thì con phải đi cẩn thận mới được. Liễu Thần, vào con đường ấy rồi thì sẽ là một hành trình rất dài, khéo con phải mất vài tháng hay thậm chí lâu hơn mới về được. Em, dì Liễu, kho báu cuối cùng là gì ạ? Liễu Thần, dì không biết, vì đã có ai đi đến cuối đâu. Muốn biết nó là gì thì phải dựa vào thực lực của con. Liễu Thần để tấm bản đồ lại rồi rời khỏi đại thế giới Thượng Thanh, quay lại Thần Nông Cốc. Tiễn Liễu Thần xong, nhà họ Hà đã chuẩn bị tiệc rượu để tiếp đãi Ngô Bình. Ăn uống xong, Ngô Bình đứng dậy ra về, vì anh vẫn còn một việc cần làm. Không lâu sau, anh đã đến thành U Tuyền. Anh vừa đến thì Diệp Băng Hy vẫn luôn khổ tu trong sào huyệt tà ma chợt nhảy ra. Lần trước khi Ngô Bình đến đây thì Diệp Băng Hy vẫn còn là một vũ cơ, khi đó anh thấy cô ta có khí chất cao quý, dung nhan tuyệt sắc nên đã ra tay giúp đỡ và đưa cô ta vào trong sào huyệt tà ma để tu luyện, để mai này còn trả thù kẻ thù là Thanh Nguyên Phi. Ngô Bình, khá lắm. Giờ tu vi của cô cũng khá cao rồi, đi đi. Diệp Băng Hy xứng người rồi chợt quỳ xuống nói, công tử, Băng Hy có thể trả thù là nhờ công tử giúp đỡ, Băng Hy sẽ dùng nửa đời còn lại để báo đáp công tử. Ngô Bình cười nói, Băng Hy, cô muốn ở lại cạnh tôi à? Diệp Băng Hy gật đầu, Băng Hy nguyện làm thân châu ngựa cho công tử. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, cũng được, vừa hay tôi cũng không quen biết nhiều ở đây, thu nhận cô rồi thì sau này cũng có chốn dừng chân. Sau đó, anh hỏi, Băng Hy, hình như đại thế giới Thượng Thanh là trung tâm liên lạc giữa các thế giới à, tôi thấy cần phải lập nghiệp ở đây, cô đi xem nhà với mặt bằng cửa hàng với tôi nhé. Diệp Băng Hy cười nói, công tử, thế thì anh phải đến nơi phồn hoa nhất của đại thế giới Thượng Thanh là Thành Thủ Dương. Ngô Bình, Thành Thủ Dương, tôi chưa đến đó bao giờ, đi thôi. Lấy ngân lượng xong, hai người vừa đi vừa trò chuyện về tình hình của Thành Thủ Dương. Một nửa dân số trong thành là nhân tộc, còn lại là các tộc khác nên tình hình khá phức tạp. Nhưng an ninh ở thành này rất tốt, tu sĩ sinh sống ở đây thường ít gây chuyện, họ đến đây để kinh doanh hoặc định cư. Thành Thủ Dương là một thành trì siêu cấp lập thể, bất kỳ ngôi nhà nào ở đây cũng nối liền với một thế giới lớn, đến một con hẻm mà đi đến cuối cùng có thể tới một thời không khác.
Ngoài nhiều thời không gặp ra thì thành Thủ Dương còn phân theo cấp trên dưới. Cấp trên là một thiên cung rộng lớn, nhà cửa san sát, chỉ có nhân tài có thân phận và địa vị cao nhất mới được sống ở đây. Thiên cung danh xứng với thực, nó vốn là một cung điện của thiên đình cổ, nhưng đã được một đại năng của đại thế giới thượng thanh tạo thành thiên cung. Sau khi vào đó rồi thì sẽ thấy một thế giới rộng lớn cùng các khu vực thần bí chưa từng được ai khai phá. Đây là nơi mà các tu sĩ tầm trung chỉ có thể ngước nhìn, chứ không được đặt chân tới. Thành trì bên dưới thiên cung mới là nơi dành cho các tu sĩ tầm trung sinh sống, nơi đây cũng được phân thành nội thành, ngoại thành và ngoại ô. Những người sống ở ngoại ô là tu sĩ có cấp thấp nhất, ngoại thành dành cho tu sĩ tầm trung. Còn tu sĩ sống trong nội thành hầu hết đều có thực lực và địa vị nhất định. Họ không thể lên thiên cung, nhưng có thể xưng bá xưng vương ở dưới này. Đến thành Thủ Dương rồi, Ngô Bình đã nhìn lên cung điện to lớn trên cao rồi hỏi, đây là thiên cung mà cô kể à? Diệp Băng Hy, vâng, người ngoài như chúng ta thì không thể lên đó được, muốn lên thì phải mua tư cách. Ngô Bình, mua một tư cách hết bao nhiêu? Diệp Băng Hy, 100 triệu tiền thượng thanh. Ngô Bình lừ mắt nhìn lại thì mấy binh sĩ kia lập tức thấy run sợ từ trong tâm hồn, sau đó quỳ xuống đất. Lúc này, Diệp Băng Hy đã lấy thẻ thông hành ra rồi cười nói, công tử, chúng ta vào được rồi. Nhìn thấy tấm thẻ đó, các binh sĩ không cản đường họ nữa mà cung kính tránh ra nhường đường. Vào thiên cung rồi, Ngô Bình phát hiện đây là một không gian rất lớn, bọn họ đáp xuống một khoảng đất bằng phẳng trước. Nền đất ở đát được lát bằng linh ngọc, bên trên còn khắc phù văn kỳ diệu. Trật tự đại đạo ở đây rất hoàn chỉnh nên dễ sống hơn nhiều so với bên ngoài. Cái khó mà có đến 10 mặt trời ở đây, mỗi mặt trời đều tỏa ra những năng lượng duy độ cao có thuộc tính khác nhau, chúng đều có lợi với người tu hành. Diệp Băng Hy cũng đến đây lần đầu nên cảm thán, thiên cung đúng là danh bất hư truyền, nếu em được sống ở đây thì tốt biết mấy. Ngô Bình cười nói, sau này, cô muốn ở đây bao lâu thì ở. Nơi này có diện tích khoảng trên 1 triệu mét vuông, cách đó không xa là một ngọn núi nhỏ có phong cảnh rất đẹp. Diệp Băng Hy nói, công tử, các khu vực trong thiên cung đều rất đặc biệt, phải có thực lực đủ mạnh thì mới khai phá được. Những gì chúng ta thấy đều là những thứ mà người đời sau tìm ra đấy. Ngô Bình, thế thì tôi cũng có thể đi khai phá một khu à? Diệp Băng Hy, hình như phải mua giấy phép, có nó rồi thì mới được đi khai phá vùng đất mới. Nếu không muốn tìm tòi hoặc không thể tìm được gì thì có thể bán lại cho người khác cũng được. Đúng lúc này, có một người thanh niên dẫn theo hai tùy tùng bay đến, anh ta chắp tay với Ngô Bình rồi cười nói, chắc công tử mới đến đây đúng không? Ngô Bình thấy đây là một vị thần tiên nên gật đầu đáp đúng. Người đó cười nói, tại hạ là Mạnh Vĩ, là thương nhân mua bán nhà đất ở đây, nếu anh muốn mua nhà thì cứ tìm tôi. Ngô Bình, tôi muốn mua giấy phép khai phá thì phải đi đâu? Mạnh Vĩ sững người. Sau đó quan sát kỹ Ngô Bình rồi nói, anh có chắc là muốn tự tìm tòi không? Ngô Bình, sao, không được à? Mạnh Vĩ cười nói, được chứ, nhưng hơn 1000 năm qua các khu vực của thiên cung chưa hề có sự thay đổi nào, cũng không có ai tìm được ra khu mới. Nguyên nhân rất đơn giản, vì những nơi có thể tìm được đã bị tìm thấy cả rồi. Còn lại thì toàn các chỗ nguy hiểm nên tôi khuyên anh nên mua nhà thì hay hơn, như vậy tránh được nguy hiểm. Ngô Bình, tôi muốn thử. Thấy Ngô Bình kiên quyết như vậy, Mạnh Vĩ nói, nếu anh cần thật thì tôi đang có một giấy phép đây, cái này nhà tôi truyền mấy đời rồi đấy. Ngô Bình thờ ơ nói, được, tôi đồng ý. Mạnh Vĩ nhanh chóng chạy về lấy giấy, ngoài ra còn không quên dặn Ngô Bình đứng yên đây chờ mình. Mạnh Vĩ đi rồi, lại có một người đàn ông mặc áo bào lam chạy đến. Ông ta nhìn về phía Mạnh Vĩ đã chạy mất dạng rồi nói. Người đó không đáng tin đâu, cậu ta bán giấy phép giả đấy. Ngô Bình bình thản nói, thế ông có giấy phép thật à? Người đó trông khoảng ngoài 40 tuổi, ông ta nói, đương nhiên, nhưng giá cao hơn giấy giả một chút. Ngô Bình, không sao, có phải giấy phép giả hay không thì tôi nhìn cái là biết ngay. Nếu ông dám bán cho tôi giấy giả thì tôi sẽ bắt ông đền gấp 100 lần. Người đó ngẩn ra rồi nói, cậu chưa nhìn thấy giấy phép thật bao giờ thì sao phân biệt được? Ngô Bình, đó là chuyện của tôi.
Người kia cười nói, thật ra giấy phép có 3 loại, loại 1 thì không bị hạn chế về giới hạn khu vực, thích tìm ở đâu thì tìm. Loại 2 thì bị hạn chế phạm vi mà thời gian quy định là trong 1 năm, bắt đầu tính từ ngày đầu tiên khai phá. Loại 3 thì có thời hạn nửa năm, hơn nữa chỉ được tìm kiếm trong phạm vi quy định. Nếu tôi đoán không nhầm thì Mạnh Vĩ sẽ đưa cho anh giấy phép loại 3. Ngô Bình hỏi ông ta, ông có giấy phép loại 1 không? Người kia cười nói, không, giấy loại 1 đã mất tích lâu rồi, giờ có tiền cũng không mua được. Nhưng tôi có giấy phép loại 2. Ngô Bình, bao nhiêu tiền? Người kia, đắt đấy, 20.000 tỷ. Ngô Bình, cho tôi xem trước được không? Người kia ngẫm nghĩ rồi lấy một tờ giấy ra, trên đó có chữ viết và rất nhiều ấn triện. Tuy Ngô Bình chưa từng nhìn thấy giấy phép, nhưng anh vẫn phân biệt được đây là giấy phép thật nên hỏi, giảm giá được không? Người kia lắc đầu, giá này là rẻ nhất rồi, nếu cậu không tin tôi thì tôi có thể dẫn cậu đến cơ quan liên quan để kiểm tra thật giả. Diệp Băng Hy, Thiên Cung còn nhiều nơi chưa được khai phá không? Người kia cười nói, còn chứ, hiện giờ mọi người chỉ đang thấy một khu vực rất nhỏ thôi. Nơi này vốn thuộc thiên đình nên có nhiều nơi chưa thể khai phá lắm. Diệp Băng Hy, thế chứng tỏ những nơi dễ đều được khai phá hết rồi, chỉ còn lại những nơi không ai khai phá được thôi, vì thế tờ giấy phép này của ông cũng không có nhiều giá trị đâu. Người kia, cô nói thế sao được, với người cần mà nói thì nó là vật vô giá. Nhưng giấy của Mạnh Vĩ không phải là giả, chỉ là khác chút thôi, vì thế Ngô Bình vẫn mua với giá mà họ đã thỏa thuận. Mạnh Vĩ ngạc nhiên hỏi, anh cần mua những 2 tờ à? Ngô Bình, một tờ không đủ. Mạnh Vĩ lắc đầu, được rồi, nếu có gì cần thì anh cứ đến tìm tôi, địa chỉ đây. Mạnh Vĩ đi rồi, người mặc áo lam hỏi, có cần đi kiểm tra thật giả không? Ngô Bình, không cần đâu. Ông có bản đồ của Thiên Cung không? Người áo lam giơ một tờ giấy ra rồi nói, tôi có đây, tặng cậu miễn phí. Ngô Bình mở bản đồ ra xem thì thấy cách nơi này không xa có một con đường lớn, vì vậy đã gọi Diệp Băng Hy cùng đến đó. Đường phố khá đông đúc, người qua người lại như thoi đưa, hai bên đường còn có đủ các sạp hàng hóa. Có thể thấy cửa hàng ở đây cao cấp hơn bên dưới, hàng hóa cũng có chất lượng tốt hơn. Ngô Bình đi một vòng quanh các cửa hàng, sau đó thấy việc kinh doanh ở đây rất khá, hơn nữa phần lớn nhà ở đây đều thuộc khu vực do cùng một người khai phá. Đầu phố còn có một mặt tiền chuyên mua bán nhà ở và cửa hàng, Ngô Bình cũng vào xem thử thì thấy giá nhà và cửa hàng đều rất đắt. Ví dụ như một ngôi nhà có vườn hoa và rộng khoảng 20 mẫu sẽ có giá 500 tỷ đến 1.000 tỷ. Nếu là nhà sang trọng với diện tích lớn hơn lại có view núi thì giá khởi điểm là 10.000 tỷ trở lên. Ngô Bình xem giá xong thì nói với Diệp Băng Hy, nhà ở và cửa hàng giá đắt kinh khủng, trong khi ngày xưa giá khai phá khu này cùng lắm là mấy chục nghìn tỷ, đúng là lợi nhuận cao. Diệp Băng Hy, nhưng việc khó nhất là tìm kiếm và khai phá, tu sĩ bình thường không thể làm được nên đành đi mua thôi. Đây còn là khu thường đấy, mấy khu tốt còn đắt hơn. Sau khi tìm hiểu về Thiên Cung, Ngô Bình và Diệp Băng Hy đã đến phạm vi tìm kiếm thuộc giấy phép loại 3 theo hướng dẫn của bản đồ. Khu này khá hẻo lánh, nằm ở sau một ngọn núi hoang, vừa nhìn đã thấy sát khí cuồn cuộn, chắc chắn không phải đất lành. Chẳng trách lại bị quy về khu vực loại 3. Diệp Băng Hy đứng trên núi rồi quan sát nơi này, sau đó tái mặt nói, công tử, chúng ta bị lừa rồi, dù mình có khai phá nơi này thì cũng không có giá trị. Ngô Bình, đã có ai tìm kiếm gì ở đây đâu, chúng ta đừng đưa ra kết luận vội. Ngô Bình vào đó xong thì thấy có 12 sát trận và hơn 100 loại cấm chế đang hoạt động. Uy lực của chúng rất mạnh, đến cường giả kỳ nguyên vào đây cũng chưa chắc đã trụ được. Nhưng với Ngô Bình thì khác, anh phóng sức mạnh của núi Thánh ra thì các cấm chế và đại trận kia đã mất hết sức mạnh. Núi Thánh đã chịu tất cả sức mạnh. Ngô Bình nhân đó đã tìm kiếm mắt trận và điểm phá giải cấm chế rồi xử lý từng đại trận một. Loáng cái, anh đã phá được một sát trận, sau đó đến cái thứ hai, thứ ba. Nửa tiếng sau, sát khí trên khoảng không của khu thiên sát đã thu nhỏ lại, cấm chế cũng dần bị phá bỏ. Thêm nửa tiếng nữa, tất cả sát khí đã biến mất, mây đen tản đi, những người rình xem náo nhiệt đã nhìn thấy tình hình ở đây.
Có 36 vòng xoáy linh khí trên không liên tục tỏa ra linh khí duy độ cao, có một cung điện nguy nga lơ lửng trên không, xung quanh nó có 28 ngọn núi, trên mỗi ngọn núi đều có rất nhiều kỳ hoa dị thảo và thần dược. Điều thần kỳ hơn là cạnh cung điện còn có một dòng ngân hà chảy qua. Dưới mặt đất còn có vài tòa nhà và động phủ cổ xưa, bên trong chúng đều có động thiên. Cả khu vực này dài 3.000 dặm, rộng khoảng 2.500 dặm, bên trong có một vườn thuốc, 12 động phủ, hơn 100 các ngôi nhà lớn bé và một cung điện khổng lồ lơ lửng trên cao. Khi tất cả mọi cảnh vật hiện ra, mọi người đều ngơ ngẩn, không biết đây có phải khu thiên sát hay không. Ngay sau đó đã có rất nhiều người xuất hiện rồi muốn vào trong tham quan. Ngô Bình không rảnh để chú ý đến họ nên đã thả Kim Hầu ra. Kim Hầu gầm lên rồi trấn thủ ở cổng, chặn các tu sĩ khác lại. Lúc này, Ngô Bình đang kết nối với đại trận ở đây, anh phát hiện đại trận ở đây chưa mở, điểm trọng yếu của nó nằm ở cung điện trên cao. Anh bay lên quảng trường phía trước cung điện thì thấy cửa cung điện đang đóng, bên trên có viết ba chữ Tử Hư Cung. Hiện có bốn con rối cao trăm trượng mặc kim giáp tay cầm kiếm đứng đây và tỏa ra sát khí ngất trời. Ngô Bình giơ tay ấn vào cửa, bốn con rối đã vung kiếm lên rồi chém anh. Ngô Bình không chút lo sợ, anh cảm thấy có một luồng năng lượng xâm nhập vào người mình. Lúc này, sức mạnh huyết mạch thiên thánh trong người Ngô Bình đã rung lên và tiếp xúc với nguồn năng lượng ấy. Quỳnh! Cánh cửa rung lên rồi chậm chậm mở ra. Phía sau cánh cửa có linh khí màu tím rồi rào, cùng lúc đó các con rối cũng đã thu kiếm lại. Ngô Bình mỉm cười rồi bước vào đại điện, anh vừa vào thì đã có một cô gái bước ra trong làn khói tím, cô ấy mặc áo giáp màu đỏ, đôi mắt lạnh băng, thoạt nhìn chắc là một phần của cơ chế phòng ngự của cung điện này. Cô gái nhìn Ngô Bình rồi quỳ một gối xuống nói, tham kiến thiếu chủ. Thưa thiếu chủ, tôi là Kim Mẫn thống lĩnh công giáp vệ. Phụ trách trông coi cung điện này để chờ hậu nhân của con cháu vua chúa đến. Ngô Bình, trước tôi, có ai đến đây chưa? Chưa à? Ngô Bình vui vẻ nói, thế thì sau này tôi chính là chủ nhân của Tử Hư Cung à? Vâng, chủ nhân cũ đã mất nên giờ người chính là chủ nhân mới, Kim Mẫn nói. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi hỏi, Kim Mẫn, cô là con rối à? Kim Mẫn, vâng, tiểu nhân là con rối thiên thánh. Nhiệm vụ là nghe lệnh thiếu chủ. Ngô Bình sáng mắt lên, cô là con rối do thiên thánh tự chế tạo ư? Kim Mẫn, dạ. Kim giáp về các cô có bao nhiêu người? Kim Mẫn, 120. Ngô Bình, sau này, Kim giáp về cũng sẽ nghe lệnh của tôi à? Dạ, Kim Mẫn đáp. Ngô Bình mỉm cười gật đầu, có thể gọi họ ra đây được không? Kim Mẫn cất tiếng gọi. Xung quanh lập tức xuất hiện 120 thị vệ mặc kim giáp và cầm đao, trông họ chẳng khác gì những người sống cả, chỉ có gương mặt là vô hồn thôi. Ngô Bình quan sát một lát thì thấy thực lực của các kim giáp vệ này ít cũng phải cấp chân vương, thực lực của Kim Mẫn thì đã đến cấp thánh hoàng rồi. Anh cảm thán, đúng là con rối do thiên thánh chế tạo có khác, thực lực mạnh quá. Kim Mẫn, thiếu chủ đang ở cảnh giới thánh hoàng ạ. Ngô Bình, tôi mới thành thánh hoàng không lâu. Kim Mẫn, nếu thiếu chủ đã là thánh hoàng thì có thể thừa kế của cải của thế tử thứ bảy. Ngô Bình, có ư, ngoài cung điện và các thứ bên ngoài ra, vẫn còn thứ khác nữa ư. Kim Mẫn, đằng sau có ba kho báu, bên trong cất giữ báu vật của con cháu vua chúa, giờ chúng đều thuộc về thiếu chủ. Ngô Bình cười nói, Kim Mẫn, cô mở đại trận phòng ngự ra đi đã. Kim Mẫn, vâng. Cô ấy vừa nói dứt câu thì toàn bộ Tử Hư Cung đã bị một màn sương màu đỏ tím che phủ. Tuy bây giờ, Tử Hư Cung không lộ ra sát khí, nhưng uy lực của nó vẫn rất mạnh. Nếu không được Ngô Bình cho phép thì không một ai được vào đây. Kim Hầu thấy cổng đóng lại, đại trận mở ra thì cũng không còn ngăn cản những người kia nữa. Bọn họ đi tới gần thấy sương mù răng kín lối thì bắt đầu bàn tán xì xào. Không ngờ trong khu thiên sát lại có một nơi phi thường như vậy, nhìn quy mô kiến trúc của nó thì chắc là nơi của hậu thế thiên đế đấy, chắc là vương gia. Một người khác có kiến thức hơn nói, không phải phủ vương gia đâu, tôi thấy giống cung điện của con cháu vua chúa hơn. Cái gì, cung điện của con cháu vua chúa ư,
Đúng là một phát hiện to lớn, hình như tính đến nay, nó phải là nơi có quy mô cao nhất trong các thiên cung đấy. Đúng vậy, không ngờ một bảo địa thế này đã bị người ngoài chiếm được, có người thở dài. Ngô Bình liếc Mạnh Vĩ rồi thờ ơ nói, tôi đã mua giấy phép mất 1.000 tỷ tiền thượng thanh, khế ước vẫn còn trong tay tôi đây. Ngô Bình không khỏi bật cười nói, anh đang uy hiếp người ngoài là tôi đấy à? Mạnh Vĩ cười khẩy nói, đúng thế, tôi đang uy hiếp anh đấy. Ngô Bình nhìn hắn rồi nói, anh không nghĩ xem tôi dựa vào đâu để tìm thấy khu thiên sát này trong khi hàng nghìn năm qua không một ai tìm được à? Mạnh Vĩ hừ nói, dù anh có mạnh đến mấy thì cũng không là gì với Mạnh Thị đâu. Ngô Bình thở dài, tôi mới chân ướt chân ráo đến đây, vốn không định gây thù địch với ai, nhưng nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không còn gì phải băn khoăn nữa. Nơi này đã bị tôi khống chế rồi, muốn lấy nó đi cũng được thôi, nhưng hay gọi cường giả mạnh nhất Mạnh Thị đến đây mà nói chuyện với tôi. Gọi cường giả mạnh nhất đến ư, anh tưởng mình là ai hả, Mạnh Vĩ cười mỉa. Ngô Bình giơ tay phải ấn lên không, một bàn tay khổng lồ đã đập xuống người Mạnh Vĩ. Anh ta kinh hãi rồi lách người đi, một cú đấm to lớn đã nghênh chiến với bàn tay của Ngô Bình. Mạnh Vĩ cười lạnh nói, đây là chiến thiên nhất quyền mà ông ngoại tặng cho tôi, ông chính là đại đạo quân. Nhưng anh ta còn chưa nói xong thì đã phải biến sắc mặt, vì cú đấm của anh ta vừa va chạm với bàn tay của Ngô Bình thì đã vỡ tan. Còn bàn tay thì vẫn đang tăng tốc đánh về phía anh ta. Mạnh Vĩ nhận thấy một luồng áp lực khủng khiếp, anh ta biến sắc mặt rồi hét lớn, anh dám. Mạnh Vĩ chỉ nói được nửa câu thì đã bị đánh ngã, ngay khi bàn tay của Ngô Bình đánh trúng vào người anh ta thì cường giả có tu vi ngang với đạo quân này đã bị đánh cho tan người. Nhưng Ngô Bình vẫn còn nương tay, anh chỉ tiêu diệt cơ thể của Mạnh Vĩ, chứ thần hồn của anh ta đã chạy thoát. Thần hồn của Mạnh Vĩ bay ra xa, nhưng cũng đã bị thương nặng, anh ta vừa tức vừa sợ nói, anh to gan lắm, dám ra tay với tôi thì anh chết chắc rồi, không ai cứu được anh đâu. Ngô Bình thờ ơ nói, giờ anh có thể gọi cường giả của Mạnh Thị đến gặp tôi. Ngô Bình mặc kệ, Kim Hầu thấy thế thì đi ra nói, chủ nhân nhà tôi đang luyện đan, ông cứ chờ đấy. Mạnh Thiên Quý ngó vào thì thấy có một cậu thanh niên ngoài 20 tuổi. Tu vi cảnh giới đạo tôn, ông ta cầm một thanh trường kiếm trong tay rồi nổi sát ý. Nhưng sau khi nghe thấy người thanh niên này đang luyện đan thì ông ta đã thu sát khí lại rồi hỏi, chủ nhân nhà ngươi là thầy luyện đan ư? Kim Hầu nhanh mồm nhanh miệng nói luôn, đương nhiên, chủ nhân nhà tôi là một đại cao thủ luyện đan cấp đan hoàng. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc, họ từng nghe nói tiên giới có một đan hoàng rất giỏi, lẽ nào chính là người thanh niên này? Mạnh Thiên Quý lập tức thu kiếm lại rồi lịch sự nói, nếu tiên sinh đang luyện đan thì tôi sẽ chờ ở bên ngoài. Kim Hầu liếc xéo ông ta rồi hỏi, ông đến trả thù cho Mạnh Vĩ à? Mạnh Thiên Quý nghiêm túc nói, Mạnh Vĩ có mắt không tròng, đan hoàng dạy cho nó một bài học cũng đáng. Tôi đến là để cảm ơn đan hoàng đã nương tay giữ lại mạng cho nó. Những người khác thấy Mạnh Thiên Quý nói thế thì đều thầm mắng ông ta vô liêm sỉ. Nhưng họ cũng có thể thông cảm được, vì đâu ai muốn đắc tội với đan hoàng chứ. Bất kỳ người quen nào của đan hoàng cũng có thể cho Mạnh Thị biết tay. Huống hồ bản thân đan hoàng cũng có thực lực mạnh kinh người. 15 phút sau, Ngô Bình đã luyện đan xong, một thánh quang màu vàng bay ra và được anh bắt lấy. Nhưng vẫn còn rất nhiều tia sáng chiếu lên trời, hình thành 9 đóa sen vàng trên bầu trời của thiên cung. Thấy thế, Mạnh Thiên Quý biến sắc mặt rồi run giọng nói, thiên tượng. Đan dược có thể chiếu sáng thiên hạ, tạo ra thiên tượng thì đều đạt cấp cao nhất, ít cũng là cấp truyền kỳ, thậm chí là cấp bất hủ. Ngô Bình nhìn hai viên đan dược trong tay thì vẫn thấy chưa hài lòng lắm. Anh đã dùng dược liệu ở đây để luyện chế tiêu kiếp đan, uống đan dược này vào thì tu sĩ sẽ có sức mạnh để chống lại tai kiếp, tăng khả năng sống sót lên rất cao. Hơn nữa, đan dược này còn đạt đến cấp bất hủ, đến đại đạo tôn uống vào cũng có hiệu quả cực tốt. Ngô Bình cất đan dược đi rồi đi ra ngoài, anh đang định dạy cho nhà họ Mạnh một bài học nữa thì ai ngờ Mạnh Thiên Quý đã bái lại nói, cảm tạ tiên sinh đã tha mạng cho Mạnh Vĩ, nó không hiểu chuyện nên tôi đã mắng nó một trận rồi đích thân đến đây để xin tạ lỗi với tiên sinh. Ông ta quay ngoắt thái độ khiến Ngô Bình rất ngạc nhiên,
anh cứ tưởng ông ta đến trả thù, kiểu gì hai cũng có một trận đấu rực lửa. Ai dè ông ta cũng chỉ đến thế mà thôi, đầu sắp gập sát chân đến nơi rồi. Đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại, Ngô Bình đành nói, Mạnh Vĩ bán cho tôi giấy phép thăm dò một khu vực cấm. Nhưng chờ tôi có thu hoạch thì anh ta lại đến đòi rồi còn đe dọa tôi. Mạnh Thiên Quý thở dài nói, tất cả là tại tôi dạy con không nghiêm, xin tiên sinh bớt giận, nhất định về tôi sẽ dạy dỗ lại nó thật nghiêm. Ngô Bình bình thản nói, tôi đã dạy cho anh ta một bài học rồi, ông không cần xin lỗi nữa. Mạnh Thiên Quý tiên sinh, ban nãy tôi thấy có thiên tượng luyện đan ánh lên trời, là tiên sinh luyện đan đấy ạ. Mạnh Thiên Quý vội nói, nếu tiên sinh chịu giúp thì Mạnh Thị sẽ hầu tạ. Nói rồi, ông ta lấy hai phương thức luyện đan ra rồi đưa cho Ngô Bình bằng hai tay. Anh liếc qua thì thấy là hai loại đan dược khá khó, đúng là chỉ có thầy luyện đan cấp đan hoàng mới luyện chế được. Anh ngẫm nghĩ rồi hỏi, ông đã gom đủ dược liệu chưa? Mạnh Thiên Quý, rồi ạ, chỉ không có người luyện chế thôi. Ngô Bình, ông chuẩn bị bao nhiêu dược liệu rồi? Mạnh Thiên Quý, tại hạ đã chuẩn bị cho ba lò. Ngô Bình, luyện đan tốn lắm, thế này đi, ông hãy đưa các dược liệu ấy cho tôi sẽ luyện một lò cho ông. Mạnh Thiên Quý mừng rỡ rồi đi chuẩn bị ngay, ông ta cũng chỉ mong có một lò thành công thôi, giờ Ngô Bình nói thế thì ông ta còn mong gì hơn nữa. Vâng, tại hạ nghe theo tiên sinh hết. Loáng cái, Mạnh Thiên Quý đã đưa một chiếc nhẫn cho Ngô Bình, bên trong chứa tất cả dược liệu mà ông ta đã chuẩn bị. Ngô Bình nhận lấy kiểm tra, thấy không có vấn đề gì thì nói, 3 tiếng nữa ông hãy quay lại. Mạnh Thiên Quý, vâng, tại hạ sẽ chờ ở gần đây. Những người khác cũng muốn đến làm quen, nhưng Ngô Bình không cho cơ hội, anh đã trở vào trong. Đan Hoàng thật đấy, đời này được gặp Đan Hoàng đúng là may mắn rồi, lát Đan Hoàng đi ra, chúng ta nhất định phải lấy lòng mới được. Sau đó, Ngô Bình đã đi vào đại điện để luyện đan. Loại đan dược thứ nhất có tên là Tiên Thiên Thánh Linh Đan. Nếu cho phụ nữ đang mang thai uống vào thì đứa trẻ sinh ra sẽ là một tiểu thánh nhân bẩm sinh với tư chất phi phàm và tiền đồ rộng mở. Chỉ có thầy luyện đan cấp đan hoàng như Ngô Bình mới có thể luyện chế nó được, dù có là đại thánh thì cũng không kiểm soát được lửa. Đan dược thứ hai có tên là Phục Tàng Đan, đạo tôn uống vào có thể che giấu khí tức và thực lực của mình, thậm chí không bị thiên đạo phát hiện. Bây giờ đại kiếp sắp đến nên đan dược này đang được săn lùng rất nhiều. Có nó rồi thì các cường giả có thể bảo toàn thực lực và ít chịu thương tổn trong đại kiếp. Đây là lần đầu tiên Ngô Bình nghe đến Phục Tàng Đan, sau khi xem cách LLN chế, anh thấy nó rất kỳ diệu nên đã luyện chế nó trước. Anh nếm thử hết các dược liệu rồi ước lượng dược tính của chúng, sau đó luyện chế kết hợp với phương thức. Được lắm, tuy chỉ ở cấp truyền kỳ, nhưng hiệu quả không tệ, anh cấp đan dược đi rồi bắt tay luyện chế Tiên Thiên Thánh Linh Đan. So ra thì Tiên Thiên Thánh Linh Đan dễ luyện chế hơn một chút, Ngô Bình chỉ mất nửa tiếng là xong, hơn nữa thành phẩm còn là đan dược cấp bất hủ. 3 tiếng sau, anh chuẩn đi ra ngoài đúng giờ thì thấy có một nhóm người xuống tới, đi đầu là Mạnh Thiên Quý. Ngô Bình đưa 2 viên đan dược cho ông ta rồi nói, xong rồi đây, mời ông xem. Mạnh Thiên Quý cầm lấy bình đan dược rồi cảm kích nói, tiên sinh vất vả rồi. Tôi tin tưởng vào trình độ của tiên sinh. Không cần kiểm tra đâu ạ. Ngô Bình gật đầu, ừm. Anh đang định trở vào thì có một đám người xuống tới. Ngô Bình nói, các vị, hiện tôi không có thời gian luyện đan. Thế này đi, chờ một thời gian nữa, tôi sẽ mở cửa đón khách. Đến lúc đó, nếu có ai muốn luyện đan thì cứ đến. Mọi người mừng rỡ rồi liên tục nói đồng ý. Ngô Bình đi vào trong rồi điều tiết hơi thở. Chuẩn bị cho con đường chân thánh vào ngày mai, tiện thể luyện chế thêm một lò Phục Tàng Đan. Ngày hôm sau, anh bảo Diệp Băng Hy ở lại đây, còn mình thì đến con đường chân thánh. Lúc này, trên bầu trời của đại thế giới Thượng Thanh xuất hiện một cánh cửa màu vàng, phía sau là một thời không vặn vẹo dẫn vào con đường chân thánh. Hiện đang có trên 100 người đang đứng tập trung trước cửa, sau đó túm tụm lại ở các vị trí khác nhau. Ngô Bình bay về phía đó, khi còn cách cánh cửa khoảng 100 dặm thì bỗng có người ra chặn đường anh. Đây là một nữ tu trên trán có một dấu ấn hình ngôi sao màu đỏ.
Ngô Bình nhìn cô gái ấy thì thấy khí tức của cô ta rất mạnh, đã là một thần tiên rồi, hơn nữa ít cũng là cấp tiên hoàng. Anh nói, sao cô lại chặn đường tôi? Cô gái cười nói, tiểu huynh đệ, có thể cho tôi lệnh bài vào con đường chân thánh của anh được không? Ngô Bình híp mắt lại, xin lỗi, tôi không muốn cho cô. Cô gái thở dài nói, thế thì tôi đành cướp vậy. Nói rồi, cô ta vung tay lên, một bạch cốt xuất hiện trước mặt Ngô Bình rồi chộp vào ngực anh. Ngô Bình không chút sợ hãi mà thò tay ra nghênh chiến, hai bên va chạm, bạch cốt vang lên tiếng rắc rồi vỡ nát, cô gái biến sắc mặt, một cánh tay khác của Ngô Bình đã tung một quyền về phía cô ấy. Cô ta né đi, nhưng vừa di chuyển sang chỗ khác thì đã trúng một quyền vào ngực. Bụp! Ngô Bình nhíu mày nói, anh nói đúng, cái loại như anh không có tư cách tham gia, tôi thấy tốt nhất anh mau rút đi. Tên đó chỉ tiện miệng nói một câu, không ngờ Ngô Bình dám đáp trả nên cười lạnh nói, tiểu tử nhân tộc kia, cũng mạnh miệng đấy. Lát vào con đường chân thánh rồi tôi sẽ giết cậu đầu tiên. Ngô Bình, tôi cũng giết anh đầu tiên. Lúc này, mọi người đã đến gần như đông đủ, một người bước ra rồi cao giọng nói, con đường chân thánh chính thức mở cửa. Mời mọi người vào. Cả đám người đi về phía cửa, Ngô Bình cũng cất bước, chờ mọi người vào gần hết rồi thì anh mới vào. Ngay sau khi anh đi xuyên qua cánh cửa thì đã nhìn thấy một con đường dài bằng cát vàng rộng 5 mét lơ lửng trên cao, xung quanh là không gian u tối. Một đám người đáp xuống con đường ấy, mỗi người cách nhau 10 dặm. Ngô Bình lờ mờ thấy phía trước có bóng người, anh định bay tới thì thấy ở đây không thể bay được. Mà chỉ có thể đi bộ. Hơn nữa, có một luồng sức ép ở đây áp chế sức mạnh của tu sĩ, giờ anh chỉ có thể thi triển được 1/10 sức mạnh. Anh rảo bước đi nhanh, sau đó phát hiện đi bộ trên con đường này rất hao sức, anh có thể cảm nhận rõ là mình đang rất mệt. Sau đó, anh nhìn thấy có một người đứng phía trước. Người này rất cao lớn, đang cầm một thanh đại đao rồi chậm rãi tiến về phía anh. Rõ ràng, đây là người cản đường. Ai muốn đi tiếp thì phải hỏi thanh đao trong tay hắn. Ngô Bình nhìn người đó rồi hỏi, tôi đi qua được không? Người đó đáp, được thôi, nhưng phải đánh bại tôi. Ngô Bình thở dài nói, mọi người đến con đường chân thánh đều để tìm cơ duyên, hà tất phải chém giết lẫn nhau thế này. Dứt lời, anh cất bước rồi chợt áp sát người đó, cơ thể hai người gần như dính sát vào nhau, sau đó Ngô Bình huých vai, đánh bay người đó đi. Người đàn ông bay xa mấy chục mét rơi khỏi con đường xuống một không gian u tối vô tận, sau đó cứ thế biến mất. Thấy tên đó đã biến mất trong không gian, Ngô Bình thoáng bất ngờ, thì ra hư không có thể ăn thịt người sống. Anh khẽ thở dài rồi đi tiếp, nhưng không lâu sau lại thấy có một cô gái ở phía trước, cô ấy đang tiến lên phía trước với một vệt máu dài ở phía sau. Con đường chỉ rộng 5 mét, sự xuất hiện của Ngô Bình đã khiến cô ấy nâng cao cảnh giác. Cô gái đứng lại rồi xoay người. Cô gái này mặc váy tím, làn da trắng như tuyết, gương mặt vô cùng xinh đẹp, đôi chân rất dài, đôi mắt màu xanh như sao trời. Nhưng tay cô ấy có một vết thương sâu đến tận xương, máu cứ thế chảy ra mà không cầm được. Ngô Bình dừng lại cách cô ấy mấy mét rồi hỏi, cô đang chảy máu kìa, có cần giúp không? Nói rồi, cô ấy thoa thuốc lên vết thương, một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Vết thương lập tức cầm máu, sau đó đóng vảy nhanh tới mức mắt thường có thể thấy được. Vài phút sau, vết thương của cô gái đã biến mất hẳn, cô ấy sáng mắt lên rồi lập tức đuổi theo Ngô Bình. Anh đi được thêm một đoạn thì nhìn thấy có hai thần tộc đứng phía trước, một tên trong số đó chính là người ban nãy nói sẽ giết anh đầu tiên khi vào đây. Thần tộc đó nhìn Ngô Bình như nhìn một xác chết rồi nói, có phải cậu tưởng tôi tha cho cậu rồi không? Ngô Bình cười mỉa, thần tộc nào cũng ngu thế à? Anh là cái thá gì mà tôi phải sợ? Trong mắt tôi, anh chỉ như con kiến thôi. Thần tộc kia nổi giận, chết đi. Cả hai cùng ra tay và tấn công Ngô Bình từ hai phía. Quanh người họ tỏa ra một lực tràng rất mạnh, nếu các vật bên ngoài mà tới gần thì sẽ bị sức mạnh đó đánh bay ngay. Một khi bị đánh bay khỏi con đường này thì sẽ rơi vào trong khoảng không u tối vô tận và chết ngay. Hai người đó tiến lại gần, nhưng Ngô Bình vẫn bình thản như không, anh đứng yên tại chỗ, nhưng bỗng có một người xông ra, đó chính là cô gái ban nãy.
Cô ấy đứng trước mặt Ngô Bình rồi lạnh giọng nói, muốn giết anh ta thì phải bước qua xác tôi. Hai thần tộc đang lao tới bỗng dừng bước, một người cau mày nói, thần nữ, nể tình cô là thần nữ nên tôi không tính toán với cô, nhưng tôi phải giết tên này, cô mau tránh ra. Thần nữ kia thờ ơ nói, tôi đã nói rồi, muốn giết anh ta thì phải bước qua xác tôi. Ngô Bình thấy rất bất ngờ, anh chỉ tặng cho cô gái này một lọ thuốc mà cô ấy đã ra mặt cho mình, từ đó có thể thấy cô ấy là một cô gái chính trực. Anh mỉm cười nói, mỹ nữ, hai tên ăn hại này không làm gì tôi được đâu, cô cứ đứng sang một bên mà xem. Nói rồi, anh tiến lên trước một bước, một luồng sức mạnh to lớn tỏa ra, hai thần tộc kia bị ép lùi lại, ai cũng biến sắc mặt. Không thể nào, một thần tộc hét lên. Ngô Bình bất ngờ tăng tốc rồi lao tới. Quỳnh! Sức mạnh của anh rất khủng bố, một thần tộc đã bị đánh bay xa cả vài trăm mét, rơi xuống hư không và mất mạng. Tên còn lại bấu chặt tay xuống mặt đất, nhưng dù thế thì vẫn trượt đi, rõ ràng cũng không trụ được bao lâu nữa. Ngô Bình nhấc chân lên đạp vào đầu hắn rồi hỏi, sao bảo anh sẽ giết tôi đầu tiên cơ mà? Không làm gì à? Thần tộc kia vừa sợ vừa hãi, tôi là con cháu của cổ thần, anh mà giết tôi thì gia tộc tôi sẽ không tha cho anh. Chát! Linh Kiều thần nữ cười nói, ban nãy tôi suýt chết rồi, cảm ơn thuốc của công tử. Ngô Bình, tôi tiện tay giúp đỡ thôi. Vào lúc này mà Lý công tử vẫn cứu một người xa lạ như tôi đủ thấy anh rộng lượng cỡ nào, Linh Kiều vô cùng bái phục. Ngô Bình, thần nữ bị ai tấn công vậy? Linh Kiều thần nữ tức giận nói, Vũ Thiên Anh. Ngô Bình không hỏi kỹ mà nói, Thiên Tuyết cô nương, chúng ta cùng đi nhé, tiện thể để mắt đến nhau. Anh có ấn tượng rất tốt với Linh Kiều thần nữ nên muốn giúp cô ấy, để cô ấy đi đến cuối cùng. Nghe thấy thế, Linh Kiều thần nữ tỏ vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn khẽ gật đầu rồi một tiếng. Ngô Bình thấy rất lạ, anh chỉ rủ cô ấy đi chung thôi, có gì đâu mà ngại thế. Vì thế, hai người sóng vai cùng đi, ban đầu hai người đi cách nhau hai bước, nhưng càng đi Ngô Bình càng thấy Linh Kiều thần nữ đi sát vào người mình với vẻ mặt rất lạ. Tuy thấy khó hiểu, nhưng anh không nói gì, cũng không cố ý đi cách xa cô ấy. Họ đi được một đoạn thì lại có hai người một nam một nữ nắm tay nhau xuất hiện, hình như là một đôi tình nhân. Người đàn ông còn đang đút đồ ăn cho cô gái. Thấy thế, Ngô Bình không khỏi bật cười nói, Thiên Tuyết cô nương, cô nhìn họ ân ân ái ái kìa, ai không biết còn tưởng họ đang ở trên con đường tình yêu đấy. Linh Kiều thần nữ liếc nhìn anh rồi nói, con đường chân thánh có một luật bất thành văn là nam nữ tu mà đi chung thì sẽ là người yêu của nhau. Ngô Bình lập tức đứng hình và hiểu ra tại sao Linh Kiều thần nữ lại có vẻ thẹn thùng như vậy, thì ra anh mời cô ấy đi chung lại biến thành ngỏ lời với người ta rồi, nhưng cô ấy không từ chối, lẽ nào? Ngô Bình ho khan một tiếng định giải thích, nhưng Linh Kiều thần nữ đã nói, công tử đã cứu tôi một mạng, Linh Kiều nguyện lấy thân báo đáp, nói rồi, cô ấy đã nắm lấy tay Ngô Bình. Ngô Bình bắt đầu thấy nhộn nhạo, lời định nói ra lại nuốt ngược vào trong. Con đường chân thánh vốn rất nguy hiểm bắt nguồn từ hoàn cảnh và cả lòng người. Nếu có một đôi yêu nhau cùng vào đây, khi họ đối mặt với lợi ích lớn thì mới có thể quan tâm đến nửa kia. Nghĩ thông suốt rồi, Ngô Bình mỉm cười và nắm lấy tay của Linh Kiều thần nữ, nếu em đã tin tưởng anh như vậy thì anh sẽ không phụ lòng em đâu. Nghe thấy thế, Thiên Tuyết Linh Kiều ngạc nhiên nói, Huyền Bình cẩn thận, đây là thư hùng song sát. Ngô Bình, đó là gì? Thiên Tuyết Linh Kiều, thư hùng song sát là một nam một nữ, người đàn ông là con cháu của sinh linh hỗn độn, người phụ nữ từng là thần nữ, cả hai người này đều vô cùng độc ác. Chỉ cần nhìn thấy trai xinh hay gái đẹp thì sẽ lập tức giết họ ngay. Ngô Bình sờ mặt mình rồi cười nói, như thế chứng tỏ là anh đẹp trai đúng không? Thiên Tuyết Linh Kiều ngẩn ra, giờ là lúc nào rồi mà Ngô Bình còn quan tâm đến chuyện này chứ? Cô gái kia mím môi cười rồi vung tay lên, Ngô Bình lập tức thấy tim mình đau nhói như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh nghiêng đầu sang một bên nói, có chút tài lẻ này thôi à, nói rồi. Anh nắm chặt tay, nữ tu kia hét lên rồi ôm ngực ngồi xuống, trán vã mồ hôi lạnh. Nam tu xấu xí kia ngẩn ra rồi nổi giận, lao lên tấn công Ngô Bình. Anh lách vai phải rồi tung một quyền ra,
một cú đấm khổng lồ đã phản công Nam Tu. Bụp! Nam Tu xấu xí đã bị đánh nát người, sau đó bay xa cả mấy nghìn mét rồi rơi vào hư không. Cô gái kia thì tái mặt vì biết cũng sắp mất mạng, Thiên Tuyết Linh Kiều đi tới rồi đá văng đầu cô ta, sau đó đẩy cô ta vào hư không. Ngô Bình chưa biết có nên giết cô ta hay không thì Thiên Tuyết Linh Kiều đã ra tay rồi, anh không khỏi bái phục nói, Linh Kiều, em còn quyết đoán hơn anh. Thiên Tuyết Linh Kiều, cô ta vô cùng ác độc, năm xưa đã từng giết chồng và con trai của mình, sau đó lại giết bố mẹ và huynh đệ. Cái loại như cô ta không đáng sống trên đời. Ngô Bình, cô ta cũng là thần nữ, vậy thần nữ cũng thuộc thần tộc à? Thiên Tuyết Linh Kiều thở dài nói, tổ tiên của em đều là nhân tộc đã nhập thần tịch. Để khống chế các thần tộc như bọn em, thần tộc gốc sẽ chọn ra vài gia tộc có tầm ảnh hưởng nhất định để liên hôn, để con gái của nhân tộc lấy cổ thần hoặc chính thần. Những cô gái được chọn ấy được gọi là thần nữ. Ngô Bình xứng người, vậy em có chồng sắp cưới rồi hả? Thiên Tuyết Linh Kiều, vâng, cũng chính cổ tộc ấy cho em cơ hội đến con đường chân thành này mà. Cô ấy nói tiếp, nhưng giờ em là người phụ nữ của anh rồi, dù phải chết thì em cũng không gả vào gia tộc cổ thần kia đâu. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói, nhưng nếu làm thế thì em sẽ đắc tội với họ, gia tộc em cũng sẽ gặp nguy hiểm vì chuyện này. Thiên Tuyết Linh Kiều nói, gia tộc em có nhiều cao thủ lắm, thần tộc không dám tiêu diệt đâu nên anh không phải lo cho họ. Nhưng anh thì khác, có lẽ quyết định của em sẽ gây hại cho anh đấy. Ngô Bình bật cười nói, em không sợ thì anh sợ gì chứ? Dù tất cả cổ thần đến thì anh cũng bảo vệ em. Nghe thấy thế, Thiên Tuyết Linh Kiều thấy rất ấm áp và cảm động, cô ấy ôm lấy Ngô Bình. Quỳnh! Hắn ta vừa nói dứt câu, Ngô Bình đã lập tức áp sát rồi đánh hắn bay ra xa. May mà anh đánh hắn ta ra phía sau, không thì hắn ta đã rơi vào hư không rồi. Người đàn ông toát mồ hôi nói, mạnh quá! Nói rồi hắn ta rút cái búa ra rồi nện mạnh xuống. Nhưng hắn ta chưa kịp thực hiện xong động tác thì đòn tấn công thứ hai của Ngô Bình đã đến, lần này anh tấn công cái búa. Cheng! Một tiếng động vang lên, cái búa vỡ làm ba đoạn rồi bay ra xa, người đàn ông thấy thế thì lập tức hoảng sợ. Xin tha mạng cho tiểu nhân sai rồi, hắn quỳ xuống đất rồi dập đầu với Ngô Bình. Ngô Bình, anh định động vào người phụ nữ của tôi cơ mà. Định dùng tay nào? Tiểu nhân không dám. Ngô Bình nổi giận, nói mau. Chát! Anh tát cho hắn một cái đến bật máu. Người đàn ông run lên nhưng không dám đánh trả, sau đó vội vàng giơ tay trái lên, tay này ạ, tiểu nhân sẽ chặt đứt nó. Nói rồi, hắn lấy một cái rìu nhỏ ra rồi chặt đứt tay trái của mình, máu tươi bắn ra. Nhưng kỳ lạ là máu chỉ chảy một lát là ngừng, vết thương cũng nhanh chóng biến mất. Thấy thế, Ngô Bình híp mắt lại hỏi, hình như thể chất của anh rất đặc biệt, ở đây không thể hồi phục vết thương được đâu. Có phải một lát nữa tay trái của anh sẽ mọc lại không? Người đàn ông không dám giấu mà nói, xin công tử tha mạng, tiểu nhân sai rồi. Ngô Bình cười nói, có phải thể chất của anh là thiên kiếp bất tử không? Người đàn ông nghe thấy thế thì tròn mắt nói, sao công tử biết? Ngô Bình, mỗi kỷ nguyên chỉ sinh ra một đến hai người có thể chất như anh rồi, hiếm lắm đấy. Thế này đi, tôi sẽ không giết anh, nhưng anh phải cho tôi 500 cân máu của anh. Người đàn ông nghe xong thì suýt ngất, không được đâu ạ, máu trên người tôi chưa quá nổi 150 cân, cho công tử nhiều thế thì tôi phải chết 3 lần mới đủ. Ngô Bình, không sao. Tôi có sinh huyết đan đây, anh vừa uống vừa đưa máu cho tôi. Chờ đi hết con đường này, chắc là đủ số tôi cần thôi. Họ đi được một đoạn thì người đàn ông thấy tốc độ sản sinh máu tương đương với lượng máu bị rút đi, vì thế hắn thở phào một hơi, ít ra không ảnh hưởng đến tính mạng. Ngô Bình và Thiên Tuyết Linh Kiều lại đi tiếp thì thấy hai bên con đường cát vàng thẳng tắp bắt đầu xuất hiện 12 ngã rẽ. Nơi mà 12 ngã rẽ này đi tới rất mù mờ. Nhìn không rõ cảnh vật. Lúc này, máu của thể chất thiên kiếp bất tử đã được gom đủ 500 cân, Ngô Bình cất nó đi rồi nói, giờ anh lượn được rồi. Người đàn ông lập tức chạy mất dép. Thiên Tuyết Linh Kiều, Huyền Bình, thật ra anh không cần phải tha cho hắn. Ngô Bình, con đường chân thánh có vô vàn nguy hiểm,
hắn có sống được hay không thì phải dựa vào chính mình. Thiên Tuyết Linh Kiều nhìn các ngã rẽ rồi nói, các ngã rẽ này nối liền với thời không đặc biệt của con đường chân thánh, mỗi thời không đều khác nhau. Ngô Bình, hay mình cứ chọn đại đi. Thiên Tuyết Linh Kiều, các thời không này đều rất nguy hiểm, hầu hết mọi người bước trên con đường chân thánh đều cố gắng đi vào thời không đằng sau để tìm tòi và có thu hoạch lớn hơn. Ngô Bình, nếu vậy thì đương nhiên mình cũng phải vào. Thiên Tuyết Linh Kiều cười nói, nếu anh muốn đi thì em cũng đi. Vì thế, Ngô Bình đã chọn đại một ngã rẽ rồi cả hai cùng đi về phía đó. Họ đi được một đoạn thì phía sau có hai người đi tới, khi nhìn thấy nhóm Ngô Bình thì một người trong số đó cười lạnh nói, ngã rẽ này thông tới Di La Giới, các sinh linh ở đó đều rất độc ác, hai người đó mà đi tiếp thì chết là cái chắc. Cái loại ngu dốt này thì chết cũng đáng, chúng ta càng bớt được đối thủ cạnh tranh, tên còn lại nói. Sau đó, hai bọn họ đi tiếp trên trục đường chính. Ngô Bình và Thiên Tuyết Linh Kiều đi tiếp thì nhìn thấy một cánh cửa lớn màu tím đóng chặt. Ngô Bình giơ tay ra ấn thì cánh cửa tự mở, một luồng sáng chiếu ra rồi ôm trọn lấy hai người. Sau đó, cả hai đã biến mất, Ngô Bình và Thiên Tuyết Linh Kiều đã được rất nhiều tia sáng ôm lấy. Cùng lúc đó, năng lượng sinh mệnh trong người họ đã chảy ra ngoài, còn họ thì mất ý thức. Khi Ngô Bình tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường cũ kỹ, hai bên là vách tường bằng gạch, trời đang rất lạnh, anh vừa mở mắt ra đã bị lạnh đến mức run cầm cập, sau đó còn ngửi thấy mùi nước tiểu. Trên cửa sổ rách tán được dán một lớp giấy nhưng vẫn thủng mấy lỗ, gió rét căm cứ thể thổi vào, Ngô Bình bắt đầu chảy nước mũi. Anh ngây ra một lát thì biết phải chấp nhận sự thật, vì thế đành đứng dậy. Giờ anh chỉ là một cậu thiếu niên gầy gò 17 tuổi. Chủ của cơ thể này tên là Trương Phúc Toàn. Trương Phúc Toàn rất đáng thương, lên 3 thì mẹ bị địa chủ ở đây cưỡng bức rồi tự sát. Năm lên 7 thì bố cũng bị một nhóm người đánh chết ngoài ruộng, sau đó còn không có tiền làm tang lễ, cuối cùng phải chôn ở bãi tha ma. Trương Phúc Toàn không được đi học. Từ khi hiểu chuyện trở đi đã đi làm thuê cho người ta, nhưng không có tiền công mà chỉ được ăn ở qua ngày, hơn nữa còn thường xuyên không được ăn no. Mấy hôm trước, Trương Phúc Toàn nhìn thấy Đinh Hương con gái của địa chủ. Cô gái này rất xinh đẹp, Trương Phúc Toàn vừa nhìn đã nhung nhớ ngày đêm. Nhưng cậu ấy có thân phận thấp kém, không biết kiếm tiền, cho nên đại tiểu thư không thèm để mắt tới. Nhưng Trương Phúc Toàn không chịu bỏ cuộc. Cứ đêm đến lại lén đến cửa sổ phòng của tiểu thư để nhìn trộm, kết quả vừa chọc thủng một lỗ chèn cửa sổ thì đã bị người đi tuần đêm bắt được và đánh cho một trận. Ăn đòn xong thì Trương Phúc Toàn chỉ còn thoi thóp, sau đó được người ta ném về nhà. Mùa đông lạnh giá, Trương Phúc Toàn chỉ còn hơi tàn, cuối cùng không chịu được nữa nên đã chút hơi thở cuối cùng. Tiếc là trước khi chết, cậu ấy vẫn còn mơ đến con gái của địa chủ. Ngô Bình có được ký ức của cậu ấy xong thì cũng thấy đau lòng và đồng cảm, như thể đây cũng chính là nỗi đau của mình. Trương Phúc Toàn không biết chữ, cũng không có bạn bè, cả đời chỉ sống trong hưu quạnh. Vì thế trong ký ức của cậu ấy, Ngô Bình không tìm thấy thứ gì quý cả. Anh chỉ biết trấn này là một nơi an toàn, ra khỏi trấn thì sẽ gặp đủ các con yêu quái đáng sợ, con người không phải đối thủ của chúng. Lúc này, Ngô Bình phát hiện trên người mình có một tra vết roi, máu thịt lẫn lộn. Nếu không chữa trị thì có thể anh cũng có kết cục như Trương Phúc Toàn là chết ở cái nơi tồi tàn này. Đúng là đen đủi, anh thở dài một hơi rồi đi đôi giày rách vào rồi bước ra ngoài. Cơ thể hiện giờ của anh rất yếu, đi bước nào là đau bước ấy, đầu váng mắt hoa, nhưng anh vẫn cắn răng bước ra ngoài rồi mở cửa. Bên ngoài cửa, là một sân viện đổ nát, khắp nơi đầy đồ đạc. Cửa lớn cũng đã hư, chỉ có nửa cánh cửa dùng được. Ngô Bình đi vài bước đã thở hồng hộc, người cũng ướt đẫm mồ hôi, chân run lẩy bẩy. Tìm chút gì ăn trước đã, mệt quá rồi, anh nói trong lòng. Ước chừng một phút, anh mới chậm rãi đi đến được cửa lớn, sau đó lại dừng lại nghỉ ngơi, lầm bầm nói, không biết băng hy thế nào rồi. Ý thức anh rơi vào tăm tối, không biết qua bao lâu, ý thức anh dần dần khôi phục. Bên miệng uống một hớp nước canh, hơi ấm. Nước canh vào bụng, thân thể anh mới ấm lên dần. Lúc này, bên tai anh vang lên âm thanh dịu dàng dễ nghe, có chút lo lắng, Phúc Toàn, anh mau tỉnh lại đi.
Ngô Bình cố gắng mở mắt thì thấy một cô gái xinh đẹp, nhưng nửa mặt trái thì khá khó nhìn, bị mất hơn phân nửa thịt, thậm chí phần mặt còn lộ một phần răng, trông rất dọa người. Nhưng nửa mặt còn lại của cô ấy thì rất xinh đẹp, đúng thật là nửa quỷ, nửa tiên. Còn anh thì đang ở trong phòng của cô gái xa lạ. Thấy Ngô Bình mở mắt, cô gái kinh ngạc hỏi, anh Phúc Toàn. Anh tỉnh rồi. Ngô Bình dựa theo ký ức, nhận ra cô ấy là một cô con gái khác của địa chủ, tên Dịch Hiểu Nguyệt, là con gái thứ tư của địa chủ, do người vợ thứ ba sinh ra, lúc 7 tuổi trông rất xinh đẹp. Vợ cả cũng có một cô con gái, nhưng lại rất xấu xí, cô ta sinh lòng đố kỵ nên tạt axit vào mặt Dịch Hiểu Nguyệt, biến cô ấy thành dáng vẻ hiện tại. Dịch Hiểu Nguyệt là cô gái lương thiện trong sáng, nhẫn nhục chịu đựng, nhưng bởi vì gương mặt bị hủy hoại nên bình thường đều không ra ngoài. Ngay cả Trương Phúc Toàn cũng chỉ thấy cô ấy 2-3 lần. Ngô Bình có chút kỳ lạ. Sao Dịch Hiểu Nguyệt lại xuất hiện ở đây? Anh nói, Tứ Tiểu Thư, sao cô lại ở đây? Dịch Hiểu Nguyệt, tôi vừa ra ngoài thì thấy anh ngã dưới tuyết, nên bảo người đưa anh vào nhà. Ngô Bình vội nói, đa tạ Tiểu Thư cứu mạng. Dịch Hiểu Nguyệt khẽ cười, anh không cần cảm ơn tôi biết chuyện của anh. Chậc. Tính cách chị hai kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không coi trọng ai. Sau này anh đừng như vậy nữa, nếu không lại bị phát hiện, cha tôi nhất định sẽ đánh chết anh. Ngô Bình cười khổ, hiện tại tôi cũng sắp chết rồi. Tứ Tiểu Thư, chỗ cô có canh thịt không, tôi muốn uống một chén. Dịch Hiểu Nguyệt gật đầu, anh đợi chút, tôi bảo người đi làm. Dịch Hiểu Nguyệt rời đi, Ngô Bình tự mình ngồi dậy, uống sạch canh thịt. Sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu ngồi thiền. Cho dù đổi thân phận anh, thì anh cũng vẫn có thể điều chỉnh khí tức mình, chỉ là tu vi trước kia không còn, phải bắt đầu từ đầu. Không lâu sau, một luồng khí ấm áp xuất hiện, chỉ là hiện tại anh quá yếu, luồng khí này chỉ có thể di chuyển trong phạm vi nhỏ. Nhưng dù vậy, anh cũng dần dần có chút sức lực. Chưa đến nửa giờ, Dịch Hiểu Nguyệt đã bưng một chén canh đi vào, bên trong có cơm, rau và thịt gà thái nhỏ. Ngô Bình vừa đói vừa khát, không lâu sau đã ăn sạch chén canh. Bụng đã có đồ ăn, anh tiếp tục ngồi thiền, lần này chân khí xuất hiện nhiều hơn, anh bắt đầu lợi dụng chân khí trị thương cho mình. Dịch Hiểu Nguyệt cười nói, anh không cần báo đáp tôi, sau này sống cho tốt, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Nói rồi, cô lấy một đồng tiền ở đầu giường đưa cho Ngô Bình. Tôi cũng không có nhiều tiền. Có một ít anh cầm đi, quay về mua ít than củi. Bây giờ trời rất lạnh, không có tiền rất khó sống. Ngô Bình nhận tiền, sau đó nhìn chằm chằm Dịch Hiểu Nguyệt, nói Tứ Tiểu Thư, cảm ơn cô, sau này gặp lại. Anh rời khỏi nhà địa chủ từ cửa phụ, lại quay về căn phòng rách nát của mình. Trong phòng cũng có chút đồ ăn gì, nhưng quần áo trên người anh quá rách nát, hơn nữa cũng chẳng còn nguyên vẹn gì, anh quyết định lên trấn mua chút đồ ăn. Rồi mua mấy bộ đồ cũ mặc. Anh lấy ra một cái bình trong đống đồ trên đầu giường, mở ra thì bên trong có ít tiền, tuy không nhiều, nhưng có thể mua chút đồ ăn đồ mặc. Anh cầm tiền, khoác một chiếc khăn cũ rồi ra ngoài, đi lên trấn. Thế giới này rất nguy hiểm, trấn nhỏ anh ở là trung tâm khu an toàn này, bình thường không ai dám rời khỏi khi an toàn, nếu không khả năng cao sẽ chết. Anh vừa đi vừa suy nghĩ. Xâm la giới này tồn tại có ý nghĩa gì? Tại sao phải đưa ý thức mình vào thân thể một người sắp chết? Tuy khoác thêm khăn cũ, nhưng trời quá lạnh, anh đã đông lạnh đến tím tái môi, người run rẩy, vết thương trên người cũng lại đau nhức. Đi chừng một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng lên đến trấn. Trên trấn có hơn vạn người, rất phồn hoa, nhìn thấy nó, thân thể anh như ấm hơn. Đến cổng trấn, anh nhìn thấy một cửa tiệm bán canh thịt bò. Vội vén rèm đi vào. Trong tiệm nhỏ đều là bách tính bình thường đến ăn cơm, ít tiền, quần áo rách nát, cho nên Ngô Bình đi vào, nhân viên chỉ không nóng không lạnh hỏi một câu, ăn gì. Ngô Bình nhìn giá cả canh thịt bò trên tường, nói, một chén canh thịt bò nhỏ, hai cái bánh chiên. Đi một tiếng đồng hồ, chút canh thịt ăn lúc trước sớm đã tiêu hóa sạch, anh cần phải bổ sung năng lượng. Nhân viên rất nhanh đã bưng một chén canh lên. Bên trong có mấy miếng thịt, còn lại đều là rau xanh và tàu hũ kỳ, bún, anh vừa ăn bánh. Ăn xong, anh chùi miệng,
để lại 4 đồng tiền rồi rời khỏi tiệm. Đi chưa đến mấy bước thì đến một cửa tiệm quần áo cũ. Cửa tiệm quần áo cũ, chính là lấy quần áo của người khác không mặc nữa để bán, giá cả khá rẻ. Hiện tại Ngô Bình không có nhiều tiền, không thể mua quần áo mới, chỉ có thể mua áo ấm và quần áo cũ ở đây. Anh đảo mắt, ngồi xuống tảng đá trước cửa tiệm thuốc. Lúc này, một phú hào trung niên đi vào, da rẻ rất trắng, nhưng mắt lại có chút vàng. Đang định đi ngang qua, Ngô Bình bỗng thở dài, sau đó lắc đầu. Người trung niên sững sờ, ông ta dừng bước, nhìn Ngô Bình hỏi, cậu thở dài với ai đấy? Ngô Bình nghiêng đầu, thản nhiên nói, người sắp chết, tôi không muốn nói chuyện với ông. Người trung niên tức giận, khốn nạn, một tên tá điền nghèo mạt, nói ai sắp chết hả? Ngô Bình cười lạnh, anh đứng dậy, nói, ai là tá điền nghèo? Tôi là có y thuật tổ truyền. Người trung niên không tin chữ nào, cười lạnh nói, tên hùm gấu như cậu, cũng dám nói là biết y thuật. Ngô Bình, ông không tin, đọc, vậy tôi giúp ông bắt mạch. Nếu tôi nói không đúng, ông cứ tát tôi. Người trung niên cũng có bản lĩnh, nói, được, tôi để cậu bắt mạch. Nói rồi ông ta đưa tay qua. Ngô Bình bắt mạch cho ông ta, anh không có tu vi nhưng y thuật thì vẫn không mất đi. Bắt mạch mười mấy giây, anh nói, trên người ông có 3 loại bệnh. Thứ nhất là vết thương cũ, có lẽ xảy ra lúc ông còn trẻ, ở trên vai, mỗi ngày đều cảm thấy đau nhức. Người trung niên ngây người. Lúc còn trẻ đúng là ông ta bị sói hoang cắn trên vai, hơn nữa đến bây giờ vẫn còn đau nhức, sao anh biết chứ, chẳng lẽ là biết y thuật thật sao? Sau đó ông ta hỏi, bệnh thứ hai thì sao? Ngô Bình, bệnh thứ hai của ông thì khá nghiêm trọng. Hiện tại ông không đi tiểu được, lại rất hoảng sợ, hơn nữa mỗi khi ân ái với vợ, đều đau đớn như kim đâm không thể làm được, tôi nói đúng chứ? Người trung niên giật mình. Vội gật đầu, không sai. Thần y, như vậy mà cậu cũng nhìn ra được. Ngô Bình cười nói, mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ. Tôi nói tiếp bệnh thứ ba của ông bị đau nửa đầu, dạo này rất nặng, có lúc buổi tối đau không ngủ được, tôi nói đúng chứ? Người trung niên đã xem Ngô Bình như thần y rồi, nói, đúng đúng, đều đúng cả. Thần y, những bệnh này tôi đã chữa mấy năm rồi, lúc tốt lúc xấu, cậu lợi hại như vậy. Có thể chữa cho tôi được không? Ngô Bình, đương nhiên, tôi có thể nói được bệnh của ông, thì có thể chữa được. Nào, tôi đưa ông đi lấy thuốc. Đến hiệu thuốc, Ngô Bình phát hiện thuốc ở đây đa phần anh đều không nhận ra. Cũng có nghĩa những thuốc này chỉ tồn tại trong Xâm La giới, bên ngoài không có. Vẻ mặt anh vẫn như cũ, nói với người trung niên, ông lấy các loại thuốc này, mỗi thứ một ít cho tôi. Mời Ngô Bình đến phủ, Tôn Lương Tài cười nói, thần y, cậu xem, hiện tại có thể chữa cho tôi được chưa? Ngô Bình thản nhiên nói, không vội, tôi giúp ông điều phối thuốc trước. Anh mở túi ra, lấy một ít thuốc bên trong bỏ vào miệng, cảm nhận dược lực của nó. Cứ như vậy, anh đều thử mỗi loại thuốc một lần, mãi đến tối mới kết thúc. Lúc này, miệng anh đầy mùi thuốc, hơn nữa vì nếm thử thuốc quá nhiều. Nên thân thể anh cũng không được thoải mái. Cũng may, anh đã biết được sâu sắc và toàn diện dược tính của các loại thuốc. Vì thế, anh chọn ra 21 loại, để Tôn Lương Tài lấy 10 lượng mỗi loại. Vì thế Tôn Lương Tài lại chạy đến hiệu thuốc bốc thuốc, đưa đến trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình đã chuẩn bị nồi thuốc, đích thân mình tự điều chế. Một giờ sau, anh bảo Tôn Lương Tài uống chén thuốc đầu tiên. Uống thuốc xong. Chưa đến nửa giờ, đầu Tôn Lương Tài không còn đau nữa, cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, ông ta vui mừng, vội cảm ơn với Ngô Bình. Ngô Bình nói, ông chủ Tôn không cần khách sáo, tôi là thầy thuốc, chữa bệnh cứu người là chuyện nên làm. Tôn Lương Tài lại càng tin tưởng Ngô Bình, ông ta cho người chuẩn bị một bộ đồ mới đưa đến, còn cho người chuẩn bị một căn phòng và nước ấm. Trương Phúc Toàn đời trước đã 3 tháng chưa tắm rửa, mùi cơ thể rất nặng. Nên Ngô Bình tắm rửa trước, tắm sạch người, sau đó lại thay đồ mới. Tắm rửa xong, Tôn Lương Tài lại cho người đưa đến 4 món một canh mời anh. Ngô Bình cũng không khách khí, ăn uống no say, rồi ngồi thiền trong phòng luyện khí. Tu luyện cả buổi tối, thương thế anh đã khỏe hơn phân nửa, kinh mạch cũng đã thông không ít. Anh bây giờ đã mạnh hơn người thường rất nhiều rồi.
Khi mặt trời ló dạng, anh đột nhiên phát hiện chân khí trong người bắt đầu không thể kiểm soát được, như thể có một sức mạnh thần bí nào đó đang ảnh hưởng lên nó vậy. Bỗng chốc, thân thể anh cứng đờ nằm trên mặt đất, không thể động đậy, kinh mạch đau đớn như kim châm. Anh kinh ngạc, biết cứ như vậy có khả năng sẽ chết. Vì thế anh dùng hết sức khống chế thân thể, mấy phút sau, anh đập mạnh đầu mình vào góc bàn. Sáng sớm, anh ăn bữa sáng phong phú do Tôn Lương Tài cho người đem đến, sau đó tiếp tục nấu thuốc cho ông ta. Lần này, anh nấu 3 chén, lần lượt trị 3 bệnh của ông ta, hiệu quả vẫn rất tốt. Đến trưa, lại quay về phòng tu luyện. Lần này, anh tu luyện chừng nửa tiếng đồng hồ thì tình huống kia lại xảy ra. Lần này anh đã có kinh nghiệm, không cần phải tốn sức va đập như vậy, cũng có thể cắt đứt chân khí. Khi chân khí lại quay về, anh phát hiện nó lại mạnh hơn 3 phần. Chậc, chẳng lẽ mỗi khi chân khí hỗn loạn thì sẽ mạnh hơn một chút sao? Nghĩ đến khả năng này, anh quyết định thử lại một lần. Lần này, anh bảo Tôn Lương Tài tìm một thợ mộc đến, làm cho anh một cái cọc gỗ. Cọc gỗ cao 2 mét, bên trên lắp một vài cọc gỗ to chừng cánh tay, đầu ngoài tròn, khoảng chừng 50 cái. Cọc gỗ làm xong, đã là buổi tối. Anh cho Tôn Lương Tài uống thuốc xong thì bắt đầu tu luyện. Lần này tu luyện chưa đến 1 giờ thì chân khí lại hỗn loạn. Anh đứng trước cọc gỗ, thân thể đập vào các cọc gỗ nhỏ cố định trên đó. Vị trí va chạm bị kích thích, chân khí đứt đoạn, anh lại tấn công đến vị trí thứ hai. Cứ như vậy, thông qua việc va chạm các bộ phận, Ngô Bình lại ngăn lại chân khí hỗn loạn. Khi chân khí chấn định lại, Ngô Bình cảm thấy nồng độ chân khí lại tăng thêm 3 phần. Chân khí mạnh mẽ di chuyển trong thân thể anh, thuận thế lại đả thông thêm nhiều kinh mạch. Liên tiếp mấy lần gặp cảnh chân khí hỗn loạn, Ngô Bình đại khái cũng đoán được nguyên nhân. Thế giới này vô cùng hỗn loạn, bất kỳ tu hành nào cũng có nguy hiểm. Hơn nữa hỗn loạn cũng có một điểm tốt, chính là có thể tăng tốc nâng cao tu vi, thực ra đây chính là tiến hóa nhanh chóng. Sau nửa đêm, Ngô Bình ngủ một giấc. Ngày hôm sau anh thức dậy, Tôn Lương Tài đã đến thăm hỏi, vẻ mặt ông ta tươi cười. Vốn dĩ, ông ta không chỉ không còn đau đầu, mà vấn đề phương diện kia cũng đã giải quyết hoàn toàn. Đêm qua, ông giày vò vợ mình cả tiếng đồng hồ, hai bên đều thỏa thích. Thần Y Trương, đại ơn không cảm tạ hết, đây là chút lễ mọn, vui lòng nhận cho. Sau lưng ông ta có mấy người đi ra, đem một mâm tiền đặt trước mặt Ngô Bình. Một đồng tiền bạc có thể đổi lấy 500 tiền đồng, sức mua khá lớn. Lễ cảm ơn của Tôn Lương Tài là 10 sâu tiền bạc. Mỗi một sâu do 50 đồng tiền bạc sâu thành và được bọc trong giấy. Nói cách khác, Tôn Lương Tài đưa thẳng cho anh 500 đồng tiền bạc. Ngô Bình cười nói, ông chủ Tôn, ông đưa tôi nhiều tiền quá rồi. Tôn Lương Tài cười ha hả, Trương Thần Y, thật ra tôi có chuyện cần cậu giúp. Ông Hoàng trên trấn không được khỏe. Cậu có thể qua đó xem bệnh giúp ông ta không? Ngô Bình biết, Tôn Lương Tài này có lẽ là muốn nịnh bợ ông Hoàng đó, vì vậy mới chịu bỏ ra một số tiền lớn như thế này. Tất nhiên, nếu như anh có thể chữa khỏi cho ông Hoàng, cái lợi mà anh nhận được chắc chắn còn hơn cả 500 đồng tiền bạc. Anh khẽ mỉm cười rồi nói, đương nhiên là được, không biết ông Hoàng đó là người như thế nào. Những chuyện này anh vẫn cứ nghĩ mãi không thông, lập tức hỏi dò luôn. Tôn Lương Tài cười nói, thật ra tôi cũng không hiểu lắm, chỉ là nghe ông Hoàng từng nói một lần, trấn của chúng ta là địa bàn của một vị cường giả nào đó, những yêu quái khác không dám vào. Ngô Bình, cường giả như nào? Ông từng gặp người đó chưa? Tôn Lương Tài lắc đầu, chưa từng gặp, chỉ nghe qua thôi. Trương Thần Y à, chúng ta không cần quan tâm mấy chuyện đó, chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Ngô Bình, ông nói đúng. Tôi cũng chỉ là muốn ra ngoài xem sao. Tôn Lương Tài nói, mặc dù giữa các khu vực cũng có đường xá, nhưng nhất định phải có người hộ tống mới được. Nhưng trấn nhỏ của chúng ta không có người hộ tống, chỉ có thể tự mình mạo hiểm, vì vậy về cơ bản là không thể ra ngoài, đều phải đợi thương nhân nơi khác đi qua, sau đó trao đổi một số hàng hóa với họ. Ngô Bình, vải vóc của ông chủ Tôn trao đổi như thế này sao? Tôn Lương Tài cười nói, đúng vậy. Nhưng mà làm vậy thì tiền kiếm được ít lắm, dù sao người ta cũng là phía chủ động, họ muốn ra giá như nào, chúng ta cũng nghe theo. Tôi nghe nói,
giá cả vải vóc ở bên ngoài chỉ bằng 1/10 ở chỗ chúng ta. Mà sản phẩm đặc biệt phía chúng ta bán ra bên ngoài, giá cả cũng có thể tăng lên 10 lần. Ôi, thật ghen tị với những thương nhân đi khắp bốn phương, thực lực của họ lớn mạnh, có thể đối đầu với quái vật ở bên ngoài. Ngô Bình, ông chủ Tôn hiểu bao nhiêu về những quái vật ở bên ngoài? Tôn Lương Tài dừng lại một lát, từng nghe thương nhân qua đường nhắc đến vài lần. Quái vật ở bên ngoài đủ các loại, có quái vật do người biến thành, cũng có quái vật do động vật biến thành, thậm chí còn có quái vật do thực vật và đồ vật biến thành, tóm lại loại gì cũng có. Thực lực của những quái vật đó rất mạnh, người hộ tống cũng cố gắng tránh đi, thông thường họ không muốn phát sinh xung đột với bọn chúng. Đương nhiên những thứ mà Tôn Lương Tài biết cũng có hạn, Ngô Bình nghĩ nếu như qua chỗ ông Hoàng thì sẽ hỏi kỹ ông ta. Ăn cơm xong, Tôn Lương Tài nói chiều mới đến nhà ông Hoàng, Ngô Bình bèn nói ra ngoài một chuyến. Anh đến quầy thuốc lấy mấy loại thuốc, sau đó thuê một chiếc xe ngựa, quay lại chỗ ở. Lần này trở về, anh phải cảm ơn Dịch Hiểu Nguyệt. Nếu không phải là cô gái tốt bụng này, anh đã chết cóng trên đường rồi. Trước đây Trương Phúc Toàn là tá điền của nhà họ Dịch, vì vậy khi anh ta xuất hiện ở cửa, mấy tên canh cổng đều rất ngạc nhiên. Trương Phúc Toàn đổi một quần áo mới, rửa mặt gội đầu, dường như biến thành một người khác, đặc biệt là khí chất của anh ta, khác rất nhiều so với bộ dạng rụt rè trước đây. Ngô Bình đưa cho mỗi tên canh cổng vài đồng tiền đồng, anh cười nói tôi vào tìm Tứ Tiểu Thư. Hai tên này nhận lấy tiền, cười hỏi, Phúc Toàn, cậu nhặt được tiền sao? Với lại cậu tìm Tứ Tiểu Thư có chuyện gì? Ngô Bình, Tứ Tiểu Thư nhờ tôi giúp cô ấy mang ít thuốc nên tôi mang qua đây. Hai người vào phòng, Ngô Bình đích thân sắc thuốc, sau đó anh dùng bột mì và nước thuốc, chế ra một loại thuốc cao dạng nhão, bôi lên mặt của Tứ Tiểu Thư. Sau khi bôi lên, anh nói, Tứ Tiểu Thư, tôi để lại 12 gói thuốc, mỗi ngày cô sắc một gói. Sau khi sắc xong thì dùng phương pháp mà tôi dạy chế tạo thành thuốc cao, bôi lên trên mặt. Một lần sau khi ngủ dậy, một lần trước khi ngủ. Cứ như thế khoảng 10 ngày, mặt cô sẽ hồi phục. Tôi để dư ra 2 gói thuốc, nếu như không thể hồi phục hoàn toàn thì tiếp tục bôi. Tứ Tiểu Thư gật đầu liên tục, Phúc Toàn, cảm ơn anh. Ngô Bình cười nói, không cần cảm ơn. Với lại, tôi đưa cho cô 100 đồng tiền bạc, cô muốn gì thì tự mua. Tứ Tiểu Thư rất ngạc nhiên, Phúc Toàn, sao anh có nhiều tiền thế? Với lại, anh học y thuật ở đâu vậy? Ngô Bình nói, Tứ Tiểu Thư, sau này có cơ hội tôi sẽ nói cho cô biết những chuyện này, cô bảo trọng. Sau khi tạm biệt Tứ Tiểu Thư, Ngô Bình lại ngồi xe ngựa quay trở lại trấn. Trở về một lúc thì Tôn Lương Tài đưa anh đến thăm ông Hoàng. Ông Hoàng là đội trưởng đội phòng vệ của trấn này, tên là Hoàng Thù, là một cao thủ có võ thuật. Nghe nói mười mấy người đàn ông vạm vỡ cũng không thể đến gần đao của ông ta, đao thương kiếm kích loại nào cũng tinh thông. Đến Hoàng Phủ, Ngô Bình phát hiện nơi ở của nhà họ Hoàng lớn gấp mấy lần nhà của Tôn Lương Tài, chỉ riêng môn lâu đã cao hơn 20 thước, vô cùng tráng lệ. Mấy tên canh cổng đi thông báo, Tôn Lương Tài nói khẽ, ông Hoàng luyện võ xảy ra chuyện, cơ thể thường xuyên cứng ngắc. Nghe cách nói này, trong lòng Ngô Bình có chút suy nghĩ. Lẽ nào Hoàng Thù này cũng giống như anh, xảy ra hỗn loạn lúc tu luyện chân khí. Không bao lâu sau, hai người được mời đến phòng khách, một người đàn ông vạm vỡ cao khoảng 1m9 ngồi trên ghế, sắc mặt tái xanh. Ngô Bình vừa bước vào thì đã cảm nhận được khí tức của người này vẫn ở trạng thái hỗn loạn. Tôn Lương Tài vội vàng chắp tay, Hoàng Đại Nhân, vị này chính là Trương Thần Y mà tôi mời đến. Bệnh của tôi chỉ cần 2 liều thuốc của anh ấy là đã khỏi rồi. Người đàn ông vạm vỡ này chính là Hoàng Thù, ông ta nhìn Trương Phúc Toàn, phát hiện anh rất trẻ, ông ta bèn hỏi cậu tên là gì. Ngô Bình, bẩm đại nhân, tại hạ tên Trương Phúc Toàn. Hoàng Thù, Trương Thần Y, cậu biết tôi đã mắc bệnh gì không? Ngô Bình lại liếc mắt nhìn, nếu như tôi không nhìn lầm, có lẽ là chân khí hỗn loạn, đã làm kinh mạch xung đột. Dẫn đến khí huyết chảy ngược, cơ thể khó chịu. Hoàng Thù lấy làm kinh hãi, sau đó cười ha hả, hay lắm. Quả nhiên cậu có bản lĩnh, vậy cậu chữa được không? Ngô Bình, đương nhiên là được. Hoàng Thù gật đầu, làm phiền cậu rồi.
Bản thân Ngô Bình có rất nhiều phương pháp xử lý chân khí hỗn loạn, anh bước đến trước mặt Hoàng Thù, tay trái bắt mạch, tay phải đưa lên cao. Ngô Bình lắc đầu, tạm thời tôi vẫn chưa có cách trị khỏi hẳn, có điều tôi có thể chỉ ông làm sao đối phó khi chân khí hỗn loạn. Hoàng Thù vui mừng, nhờ thần y cả. Ngô Bình dựa theo kinh nghiệm trước đây, bảo ông ta cho người làm một cây cột gỗ, bên trên đóng trông gỗ, sau đó lại chỉ ông ta làm sao thông qua việc đánh vào các huyệt vị để làm đứt đoạn chân khí đang hỗn loạn. Việc phán đoán huyệt vị cần có kiến thức y học phong phú, Ngô Bình không cách nào dạy hết, chỉ có thể dạy một số điểm quan trọng. Chỉ cần chọc đứt ở những điểm đó thì chân khí sẽ không thể làm loạn nữa, từ đó sẽ dần dần bị khống chế. Sau khi cột gỗ được làm ra, Hoàng Thù liền dùng thử. Dựa theo chỉ dẫn của Ngô Bình, ông ta lại chọc đứt đường đi của chân khí hỗn loạn, lần trải nghiệm này khiến ông ta càng thấy tin tưởng Ngô Bình hơn, tôn anh làm thần y. Tối đó, Hoàng Thù mở tiệc linh đình, nhiệt tình tiếp đãi Ngô Bình, Tôn Lương Tài cũng ở lại bầu bạn. Ngô Bình đến đây là để biết thêm tình hình bên ngoài, anh uống vài ly rồi hỏi, Hoàng đại nhân từng ra ngoài trấn chưa? Nụ cười trên mặt Hoàng Thù biến mất, ông ta uống một ngụm rượu rồi nói, 13 năm trước từng đi một lần, nhưng đi chưa được nửa dặm thì đã chạy về rồi. Tôn Lương Tài giật mình, ông Hoàng từng ra ngoài à? Hoàng Thù thở dài, tôi vừa mới ra khỏi trấn thì đã nhìn thấy một con quái vật, mắt đỏ, cao hơn tôi hai cái đầu, ẩn hiện trong bóng tối. Năm đó tôi vừa có luyện được khí cảm, gan to bằng trời nên không sợ cho lắm, ngược lại còn đuổi theo con quái vật đó. Ông ta nói đến đây thì ánh mắt thoáng vẻ sợ hãi, ông ta hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp, tôi chưa đi được mấy bước thì bỗng dưng nó từ phía tảng đá bên cạnh nhảy ra, hất tôi văng ra xa. Ông ta vừa nói vừa xắn tay áo lên, trên vai phải có một vết cào màu đen, vùng da quanh vết thương cũng đều bầm đen. Mắt Hoàng Thù sáng lên, ông ta nói, bỗng dưng sau lưng tôi có một kiếm khách xuất hiện, anh ta tiến về phía con quái vật phát ra âm thanh cổ quái rồi xông về phía kiếm khách. Tôi vẫn chưa nhìn rõ anh ta xuất chiêu thế nào, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, đầu của con quái vật liền lăn xuống đất. Anh ta nói với tôi một câu nếu không muốn chết thì hãy quay về nên tôi không nghĩ gì nhiều, thậm chí còn không kịp cảm ơn mà chạy thục mạng về trấn lại. Đến khi tôi về đến trấn thì cả người đều ướt đẫm. Ngô Bình nghe Hoàng Thù kể xong thì nói, thực lực của vị kiếm khách đó mạnh thật, anh ta thuộc cảnh giới nào? Hoàng Thù, người ở nơi nhỏ bé này như chúng tôi hiểu biết rất ít về tu vi, chẳng hạn như tôi đây, cũng chỉ biết làm sao để luyện được chân khí. Biết được mấy bộ quyền pháp mà thôi. Còn luyện khí xong phải làm sao nữa thì tôi cũng chỉ nghe nói. Ngô Bình, luyện khí xong có phải sẽ đến luyện thần không? Hoàng Thù, đội buôn có rất nhiều cao thủ, tôi từng hỏi họ, thường thì luyện khí xong sẽ đến tôi thể, nguyên thần, pháp sư. Trong đội buôn, cao thủ kỳ tôi thể là nhiều nhất, hơn nữa ít nhất phải có một cao thủ kỳ nguyên thần. Pháp sư thì khá hiếm. Đời này tôi vẫn chưa từng gặp qua. Hai bên khách sáo với nhau vài câu rồi Ngô Bình hỏi, Mã sư phụ, cảnh giới tôi thể có mấy tầng? Mã Chiếm Anh uống một ly rượu rồi nói, tôi thể có 9 tầng, 3 tầng đầu khá đơn giản, tầng 4 đến tầng 6 khá khó, thường thì những người có thể đạt đến tôi thể tầng 6 thì mới xem là thiên tài. Ngô Bình, cảnh giới tôi thể có thể đối phó với những quái vật bên ngoài không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 136.